Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Alo, Đồng Nai đâu ạ? Dạ, em chào anh ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em chào anh. Em là người khiếm thị, em ở Đồng Nai. Vâng. Dạ, dạ. Anh, em có quen một người ở Hà Nội. Vâng. Dạ, vấn đề là tụi em nó học hành rồi quen hết rồi, bây giờ là em nói chung là em mới đầu thì em thấy ảnh cũng tình cảm cũng nồng nhiệt lắm mà sau lần lần thì em thấy ảnh lạc dần. Rồi em gọi điện thì nói chung chỉ có em gọi điện cho ảnh bắt máy rồi anh cũng không gọi điện lại cho em mà bây giờ em biết được là ảnh cũng có quen một người nữa thì bây giờ em cũng có hỏi thì ảnh nói là nếu mà em chịu đựng được thì là cả hai, còn không thì nếu anh em muốn thì em đường em đi, đường anh đi. Rồi. Thì em giờ em muốn là nhờ chương trình làm sao mà cho em một lời khuyên và có một cách nào đó để cho em níu kéo được cái tình cảm của anh ấy không ạ? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay ngoài 30 rồi ạ. À, ngoài 30 tuổi. Bạn là người khiếm thị thì anh ý có phải là người khiếm thị không? Dạ có, nhưng mà anh đẹp trai. Làm sao khiếm thị thì biết anh ấy đẹp trai? Dạ, tại vì mọi người nhìn thấy, mọi người nói. À thế à. Và hai người thì đã gặp nhau chưa? Dạ thì trước thì cũng có gặp nhau mà bây giờ thì chỉ có gặp nhau qua điện thoại thôi à. Ừ, tức là các bạn học cùng nhau à hay là làm cùng nhau? Dạ, trước học cùng nhau ạ. À. Thế à? Dạ, bây giờ em muốn là nhờ chương trình cho em một cái lời khuyên làm sao để níu giữ được tình cảm của anh ấy. Em muốn là níu kéo được và em không muốn mất tình cảm của anh đó ạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Dạ, anh chào anh Đinh Đoàn. Hiện nay hoàn cảnh của em thế nào? Em có đi làm gì không? Đang sống với ai? Em cũng đi làm, có đi làm. Thế hả? Cuộc sống của mình cũng tương đối độc lập và cái việc nó chỉ có hạn chế khó khăn trong cái di chuyển chút xíu thôi đúng không? Còn thì công việc cũng tự nuôi sống bản thân chứ cũng không phải phụ thuộc gì vào gia đình. Em có nói là học cùng với anh ấy, tức là hai bạn trong một cái quen trong một cái lớp tập huấn nào đó của hội người khiếm thị đúng không? Chắc là thời gian nó không nhiều lắm, ngắn thôi. Đấy thì có quý mến nhau, sau đấy thì chia tay đôi đường về Hà Nội với Sài Gòn. À quên, em ở Đồng Nai đúng không? Thời gian đầu thì còn liên lạc được, sau thì càng ngày nó càng nhạt đi. Thật ra thế này này, không phải các em đâu mà tất cả mọi người ai cũng thế. Cái thời gian gặp gỡ nó chưa đủ nhiều để mà gây cảm tình ấn tượng. Sau đấy thì lại phải xa cách. Mà cái khoảng cách không gian ấy nó cũng là một trong những cái gọi nó là kẻ thù đấy. Kẻ thù của tình cảm. Kể cả người ta vợ chồng rồi mà lấy nhau có con có cái mà cuối cùng một người đi công tác xa quá xong rồi trong một thời gian khá dài rồi tình cảm cũng còn phai nhạt. Thế thì trong trường hợp của em cứ coi như là tình yêu hay cái tình cảm của em và anh ấy vừa mới hé nở thôi, chưa có cái gì gọi là dày kỷ niệm lắm, thế rồi sau đấy thì bị xa cách thành ra nó nhạt đi. Và bây giờ thì anh cũng đã nói thẳng rằng là chắc là anh chỉ muốn rằng em có chấp nhận anh ấy quen vài ba bốn người đúng không? Đấy là em mới biết là anh ấy có một bạn gái nữa chứ đã chắc gì chỉ có một anh người nữa. Em có biết mà cũng là cũng nhiều tuổi hơn ảnh rồi. Mà em thì nhỏ tuổi hơn mà em cũng không biết được là do làm sao nữa mà sao em thấy buồn quá Ai cũng thế thôi, đang có một mối quan hệ rồi mình thấy nó ngày càng là suy giảm đi thì mình chắc chắn là buồn. Nhưng mà em phải nhớ thế này, rất may là mình với anh chưa có cái gì kinh khủng lắm. Bây giờ có chia tay mình cũng buồn buồn một thời gian thôi. Bây giờ một là em sẽ phải chấp nhận như một người bạn. Mà đã là người bạn thì nghĩa là mình không độc chiếm độc quyền được. Anh có quyền cùng một lúc anh ấy quen với 5-7 cô gái. Cuối cùng không phải bây giờ mà mấy năm sau anh mới chốt để anh ấy một bạn gái nào đó để có thể anh ấy tiến tới hôn nhân. Thì đấy là quyền của anh ấy. Thế còn thì nếu như mình nói rằng là một là tôi, còn hai là chia tay luôn, thì chắc là anh cũng chấp nhận, anh cũng đã tuyên bố như thế rồi.
Em có hỏi làm cách nào để níu kéo cái tình cảm ấy. Thật ra người ta chỉ níu kéo được người mà người ta muốn ở lại, nhưng mà đang chỉ giả vờ giận lẫy nhau, hờn hờn, mắt mát. Thấy dạo này mình không nhiệt tình lắm, người ta giả vờ là thôi thế thì anh chia tay, em có thương gì anh đâu, thì mình còn có thể làm được. Còn đây người ta đã muốn dứt áo ra đi thì không ai có thể túm người ta quay trở lại với mình được. Anh nghĩ rằng là yêu xa đối với người gọi là bình thường cũng đã rất là khó khăn. Trong trường hợp của em với anh ấy thì càng khó khăn hơn nhiều. Em mới ngoài 30 đúng không? Mình cũng còn hoạt động ngoài cái việc là kiếm sống ra thì tham gia các cái câu lạc bộ. Mình đừng có nghĩ rằng là cứ phải cái người cùng khiếm thị như mình thì mới có thể có tình cảm được. Không biết em có biết không, chứ đã từng có những bạn gái cũng là khiếm thị, bạn ấy rất giỏi, kỹ năng của bạn rất là tốt, bạn ấy dẫn chương trình của các cái sự kiện, bạn ấy nói tiếng Anh như gió, bạn ấy sử dụng internet nhanh nhoáy, và bạn ấy kết hôn, bạn gặp gỡ được một chàng trai người sáng mắt, cao ráo đẹp trai và cũng giỏi giang. Thế thì mình đừng có cứ nhăm nhăm vào rằng là phải tìm một ai đó mà giống hoàn cảnh như mình nhé. Gần đấy thôi, Đồng Nai, Sài Gòn gì đó, để nếu có điều kiện thì cách nhau độ vài ba chục cây số, mình có thể đi xe buýt, hoặc là nhớ nhau mình có thể bằng cách này cách khác mình gặp nhau. Chứ còn cứ liên lạc qua mạng như hiện nay thì rất là khó gìn giữ các cái mối quan hệ tình cảm. Vâng, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Bắc Giang. Alo, Bắc Giang đâu ạ? Dạ, alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây. Dạ vâng, em có tức là em lấy vợ được 18 năm rồi ạ. À, thế à? Dạ vâng ạ, thì trong quá trình 18 năm qua ấy, thì là vợ chồng sinh hoạt ấy, thì nó vẫn bình thường. Nhưng mà gần em thấy mấy tháng gần đây tự dưng thì là em sinh hoạt thì thấy là nó xuất hiện sớm ấy. Tức là mình vừa mới được vài phút là đã xuất rồi ạ. Rồi. Thì muốn hỏi bác sĩ là xem là mình đã có thuốc nào đặc trị, hay là có mình có dùng cái gì tiên tưởng để kéo dài thời gian sinh hoạt vợ chồng đúng không ạ? Lấy nhau 18 năm nay, thế thì năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 39 ạ. 39 tuổi. Và có mấy em bé rồi? À, em được 2 rồi ạ. À, thế hả? Chắc các con cũng lớn rồi đúng không? Dạ, vâng ạ. Và bạn thấy rằng là cái thời gian gần đây thì mình mỗi lần quan hệ vợ chồng thì thấy xuất tinh sớm. Sớm là như thế nào hả bạn? Có nghĩa là so với thời gian trước ấy thì là xuất tinh nhanh. À, thế hả? Tức là có những đợt thì được kéo được 5 phút, nhưng có những đợt thì chỉ được 2-3 phút là xong rồi. Thế à? Bạn có thấy rằng là sức khỏe nói chung của mình thời gian gần đây là có vấn đề gì khác ngoài chuyện này không? Có đi không ạ? Em thì sức khỏe em vẫn vậy. À, có mỗi cái chuyện kia thì thấy là lạ như thế đúng không? Vâng ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị chào em. Chào chị ạ. Chị có nghe câu chuyện của em với cả anh Văn rồi á. Thế cái hiện tượng mà em cho là nó cũng hơi phải suy nghĩ một tí thì nó bắt đầu từ khoảng bao lâu nay rồi em? Nó vào khoảng nửa năm nay rồi ạ. À, nửa năm nay rồi à? Thế vợ có ý kiến gì không? Vợ cũng hay than phiền, than vãn. Ừ. Thế mình đã đi khám đâu chưa? À, em thì em chưa đi khám đâu ạ. Thực ra cái đấy mình, tại vì mình thấy sức khỏe chung vẫn bình thường đúng không? Có mỗi cái vấn đề đấy lại cảm giác là đi khám thì mình cũng hơi ngại nhỉ? Năm nay thì em mới 39 tuổi. Thực ra là vẫn đang ở trong cái giai đoạn mà cái
đời sống tình dục nó cũng còn rất là dài nữa. Thế và bây giờ thì các con nó đã lớn rồi, thì cái hoạt động tình dục nó cũng là một cái phần, mình nói là tất yếu thì nó không phải là tất yếu, nhưng nó cũng góp phần rất là quan trọng trong cái đời sống vợ chồng của cả hai bên. Thế thì chị thì để chẩn đoán được xuất tinh sớm ý, thì nhiều khi chỉ cần dựa vào triệu chứng lâm sàng thôi. Tức là cái thời gian để quan hệ tình dục của người ta đã có thể để có những cái định hướng ban đầu xem có phải là bệnh lý mà liên quan tới xuất tinh sớm hay không. Thời gian quan hệ tình dục thì thường là nó phải qua 4 giai đoạn. Đầu tiên là mình có kích thích, có ham muốn. Sau đó thì mình sẽ thực hiện cái việc quan hệ tình dục và cao trào nhất là xuất tinh. Sau xuất tinh thì là cái giai đoạn nghỉ ngơi, nó là như thế. Thế và nếu mà tính là thời gian quan hệ tình dục thì không phải chỉ có tính cái thời gian mà dương vật xâm nhập với cả âm đạo, mà người ta có thể tính bắt đầu từ lúc mà mình cảm thấy là mình có ham muốn ý, cho tới cái lúc mà mình đã xuất tinh rồi. Tuy nhiên thì bởi vì em cũng 39 tuổi rồi và em cũng đã lấy vợ 18 năm rồi, thế cho nên mình cũng có thể tự biết được là cái đời sống, cái chất lượng quan hệ tình dục của mình hiện nay nó như thế nào, đúng không? Thế và theo chị thì thế này, để chẩn đoán, dấu hiệu chẩn đoán xuất tinh sớm thì nó không khó lắm, nhưng mà để chẩn đoán nguyên nhân của xuất tinh sớm ý, thì đôi khi nó cũng khá là phức tạp. Nhiều khi nó là những cái bệnh lý của cơ quan sinh dục. Ví dụ những cái bệnh lý tại dương vật này hay là tại tinh hoàn này, bởi vì là nó cũng liên quan cả tới cái nội tiết tố sinh dục nam ấy. Đấy, nhưng đôi khi nó lại là triệu chứng của những bệnh lý của cơ quan khác ở ngoài cơ quan sinh dục. Ví dụ những cái bệnh lý mà liên quan tới các bệnh không chuyển hóa như là tăng huyết áp hay là tiểu đường vân vân, thì nó sẽ có những cái triệu chứng mà có thể lúc đầu người ta tưởng nó là bệnh lý của cơ quan sinh dục, nhưng thực ra nó lại là triệu chứng của một bệnh lý cơ quan khác. Chính vì thế mà chỉ dựa vào mỗi cái triệu chứng xuất tinh sớm, nhưng để tìm được nguyên nhân, và chỉ từ khi tìm được nguyên nhân thì mình mới điều trị được em ạ. Em ở Bắc Giang cũng rất là tiện, mà em xuống Hà Nội đi nhá. Hiện nay ở dưới này có khá nhiều các cái cơ sở có các chuyên khoa về nam học, ví dụ như là khoa nam học của bệnh viện Việt Đức này, rồi hoặc là cái bệnh viện chuyên về nam học và hiếm muộn. Tốt nhất là em phải đến các bệnh viện nhé. Thế và ở đó thì nó có cái bảng giá rất là rõ ràng, và đấy là cái mà chị muốn chia sẻ với em, bởi vì là điều trị những cái này thì nó rất là vô cùng. Cái bệnh của em ấy thì có điều trị được rất nhiều không ạ? Cái này như chị đã nói rồi, tức là phải phụ thuộc vào nguyên nhân. Thì em đi xuống dưới các cái bệnh viện, người ta có điều kiện như thế, người ta sẽ có rất nhiều các cái phương pháp để chẩn đoán cho em. Có thể là chỉ dựa vào một số các cái bảng kiểm, nhưng mà cần thiết thì người ta phải làm những cái chẩn đoán cận lâm sàng rất là sâu. Ví dụ phải làm những cái siêu âm hoặc là phải chụp mạch vân vân. Thì tùy theo bác sĩ người ta hướng tới cái bệnh gì thì người ta sẽ có những cái chỉ định phù hợp và tìm ra nguyên nhân cho em. Thì khi tìm ra nguyên nhân, người ta sẽ điều trị cho mình. Đấy. Và một điều chị cũng rất muốn nói với em là chính trong những cái điều trị, những bệnh lý liên quan tới các cái bệnh lý nam học của nam khoa ấy, thì vai trò của người vợ cũng rất là quan trọng. Thế cho nên là đi khám thì có khi tốt nhất là cả hai vợ chồng cùng đi nhé. Rồi để cô ấy cũng biết được tình trạng của mình nó như thế nào, để phối hợp với mình, chia sẻ với mình. Đôi khi thì những cái lời động viên của cô ấy thì lại là những cái liều thuốc rất là tốt đối với em. Vâng ạ. Rồi, bạn đã nghe rõ được chưa? Xin chào bạn nhé. Chúc bạn có sức khỏe thật tốt. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, Phú Thọ đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em muốn gặp chuyên gia tâm lý nữa đúng không anh? Bạn trình bày câu hỏi đi, các chuyên gia của chúng tôi đang nghe đây. Dạ vâng, em như em đã trình bày ở trên đài là cuộc sống của em có một người chồng. Thì cách đây khoảng độ một tháng em có lên ngoại, thì chồng em gọi một cô gái về nhà. Nhưng mà trong khi hôm đó em về thì em lại không báo trước. Thì về đến nhà thì em định vào buồng để xem, vào buồng để cất quần áo, thì trông thấy một cái cảnh tượng coi như là cảnh tượng này là coi như là em không muốn nhìn thấy luôn em. Rồi. Và lúc đó thì em đang định là đợi để em định vào bắt quả tang. Nhưng mà
em lại nghĩ lại thì em ra em định họ xử định ứng xử định xem là chồng em sẽ ứng xử với thế nào khi thấy em về nhà. Thì cô gái từ trong phòng bước ra. Thì lúc đó em định sang tát cô ta một cái cho võ tức thì chồng em lại bênh cô ta. Thì em mới hỏi chồng em chuyện là như thế nào thì chồng em không trả lời một câu nào. Thì bây giờ em không biết là nên gỡ rối và đợi từ đâu, và xin chuyên gia cho cô tư vấn là em nên có nên ly hôn hay không, hay là nên làm như thế nào ạ? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 26 tuổi ạ. 26 tuổi, thế là lấy nhau được mấy năm? À, 2 năm ạ. Có con chưa? À, dạ em chưa ạ. Chưa có con, thế là đợt vừa rồi là về nhà ngoại. Thì đột ngột quay lại thì thấy anh ta dẫn một cô gái vào trong buồng ngủ của mình và có những hành vi không thể chấp nhận được, đúng không? Thế thì bạn có tìm hiểu cô gái là ai không? Cô gái đó không ai khác, chính là cô gái bạn thân của em ạ. À thế à? Thế bây giờ thì là bạn đang về nhà ngoại hay là vẫn đang ở nhà riêng đấy? Bây giờ thì em đang ở trên ngoại ạ. Bởi vì về hành vi không chấp nhận được thì em không đi thì em ở làm gì cho tức anh. Thế à? Thế là các bạn ở riêng hay là ở cùng với bố mẹ chồng? Dạ, em ở cùng với bố mẹ chồng ạ. Thế à? Thế thì bố mẹ chồng có biết cái vụ việc đó không? Dạ, bố mẹ chồng em đi làm không ai biết được đến sự việc này ạ. À, rồi. Và đến bây giờ thì chắc là bố mẹ chồng của bạn vẫn không biết, bởi vì bạn không nói ra và chồng bạn thì cũng không nói ra, đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, thế cái cô bạn thân của bạn ấy có thanh minh về cái hành vi vừa rồi là như thế nào không? Cô bạn thân của em này thì đang đi học ở đại học y gần đây ạ. À thế à, cô ta có chồng chưa? Cô ta có một đời chồng nhưng bỏ rồi anh ạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, dạ. Chào em. Dạ vâng, em chào anh ạ. 26 tuổi à? Dạ vâng ạ. Hiện nay đang làm gì? Con đi làm không hay đang ở nhà ngồi tức thế này thôi? Con đi làm công ty hay là... Em đang ở trên ngoại nên là không đi làm gì anh ạ. Không như bình thường thì trước đây con đi làm gì không? Mình... Dạ, trước đây em có, nhưng mà sau khi em hút thai thì em nghỉ anh ạ. Ồ, tức là mình lại còn gần đây là bị tai biến hay là một cái gì đó mà mình phải đi hút thai hả? Dạ, em bị chết lưu anh ạ. Ồ, thế thì cái việc em có biết không? Hay là mình tự mình đi làm? Em có thai, nhưng mà em có thai thì em vẫn biết, nhưng mà em nghĩ là em đi làm được cho nên em làm, nhưng mà không ngờ cái lúc đấy là em làm nên là nó phải động thai nên là nó mới chết lưu anh ạ. Rồi. Từ hôm mà em mà bỏ về ngoại ở và bắt cái quả tang đến nay thì anh ấy thay độ thế nào? Em thấy em về ngoại thì thỉnh thoảng anh ấy vẫn gọi điện lên hỏi thăm, nhưng mà coi như là em tức nên em không nói gì, em cúp máy em không nghe ạ. Đúng rồi, mình còn đang ở trong cái cơn tức. Thật ra thì anh ấy cứ nói vui thôi, tức là anh cũng là cái người không may thôi. Đấy là đợt vừa rồi rất là may mắn mình bắt được quả tang, chứ còn nếu như mình không có cái sự việc ấy thì anh ấy vẫn là người chồng thủy chung son sát, đúng không? Nếu như mà không bắt quả tang thì anh ấy lại vẫn mình chẳng biết gì, và cuộc sống nó vẫn mình cuộc sống nó vẫn cứ như thế. Bây giờ mình vẫn đi làm chăm lo sức khỏe, rồi tháng 1, tháng sau sức khỏe nó ổn định rồi mình lại có thai tiếp, rồi cuộc sống vẫn cứ diễn biến tốt. Thế thì anh anh muốn nói thế để thấy rằng thế này, không phải là ai cũng có, không phải ai cũng có những lúc có lỗi lầm. Anh ấy thì sai quá rồi, không thể bênh được nữa, không có cái gì có thể chống đỡ được nữa rồi. Và đặc biệt là tội còn tội gấp đôi á, tức là cái việc mà đã đây cứ gọi là ngoại tình đi, lại còn làm tổn thương vợ bằng cái là chính cái cô bạn thân của mình nữa. Thế thì cái đau, cái buồn của mình ấy nó sẽ nhân đôi lên. Giá như anh gặp ở đường, ở chợ một cái cô nào đó trong một cái hoàn cảnh nào đó mà nó đưa đẩy hai người người ta đến với nhau, nó như là dạng là ngẫu nhiên ấy, tình một đêm ấy, bóc bánh trả tiền ấy, mình đỡ hơn. Còn ở đây cả một cái người sao mà một cô bạn thân với lại một cái ông chồng mà nỡ làm những cái điều mà biết rằng nó rất là tổn thương mình, biết là em rất là buồn rồi. Nhưng anh muốn hỏi là cái thái độ của ông chồng ấy,
Thật ra nếu như ông ấy mà không phải chỉ gọi điện mà ông ấy xuống ông ấy chơi ở dưới nhà ngoại này, xong ông ấy xin lỗi, ông ấy thanh minh rằng là anh rất là xin lỗi bởi vì thế nọ thế kia rồi, thề để hứa rồi, bây giờ thì em muốn phạt hay trừng phạt thế nào cũng được, cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh rồi, thực ra vân vân, thì mình đỡ buồn, đỡ tức hơn đúng không? Ít ra mình cũng có một cái cơ hội để mà ấy, nhưng mà đây chỉ có đứng ở xa xong gọi điện thì mình đang cơn tức, mình không tiếp chuyện được, thế là cũng thôi luôn. Thành nói thật, nếu như mà bây giờ anh mà sớm mà xin lỗi em đá một phát ra khỏi cổng luôn anh ạ. Ôi thế thì em gọi điện lên trên này có nghĩa lý gì? Vì em đã có con đường lựa chọn, có quyết định rồi, tức là kể cả chồng bây giờ một con lên xin lỗi hay làm bất cứ việc gì thì em cũng đá. Vậy thế thì em mong gì ở các anh các chị cửa sổ tình yêu? Bởi vì bây giờ thứ nhất là gia đình em không muốn gặp, thứ hai nữa là bây giờ nói chung là em đang tức, em không muốn tha lỗi, bởi vì bây giờ nhớ đâu cô bạn thân đấy là cô lại là bạn thân của em, thỉnh thoảng cô vẫn qua nhà em chơi. Rồi kể cả em lại nghĩ rằng là nếu mình có tha thứ rồi biết đâu cô kia cũng vẫn gần đấy. Rồi đấy, là thỉnh thoảng là từ giờ đến cuối đời đấy. Ai dám chắc đây là lần đầu tiên mà lần cuối cùng đúng không? Ngộ nhỡ mai kia mình có thai có chửa trong cái thời kỳ mình phải kiêng khem, thế là cô bạn để đỡ mình một ít thời gian chẳng hạn thì chết à. Mà rồi còn nói chung là em còn đang trong cái tình trạng về mặt tâm lý thì chưa ổn định được. Cơn tức nó còn ngụt lên, bây giờ chỉ muốn xúc đổ đi thôi và gọi là làm tan nát luôn, không cần gì nữa. Anh nghĩ em đang rằng... bây giờ em đang sợ là cái tình trạng là ngựa quen đường cũ đấy anh ạ. Chả phải quen đường cũ mà nó cứ nguội dần đấy. Một bên thì vợ bỏ đi, gọi điện thì vợ cứ sồn sồn lên, trong khi thì tuổi lại còn trẻ, có 20 mấy tuổi. Thế mà bữa trước thì bị bắt quả tang, nhưng chắc đợt này cô không về đâu, cho nên là thoải mái sẽ alo cô kia đến. Thế thì mình buông thì sẽ có người vơ vào. Ôi nói thật là em lên trên đấy chưa đầy chục ngày, chắc là chị gái cũng bắt quả tang một lần rồi. Chị gái nào? Nhưng mà chị không muốn làm ấy, chị gọi em về về mà xem có chuyện gì xảy ra dưới trong nhà. Nếu như mà em phải tôi gọi taxi để em về luôn. Rồi, về luôn thì bắt quả tang, nhưng mà lại không muốn vào bắt tại trận để xem tình hình nó như thế nào. Thật ra thì bắt tại trận hay không tại trận cũng không quan trọng nữa, chuyện thì mình đã biết đến thế thôi, chứ còn vào xong một tay giữ cái anh kia, một tay giữ cái cô kia, không cho chúng nó buông nhau ra thì cũng đến thế là cùng đúng không? Dạ. Vẫn là một vụ trộm tình ái. Một là thế này, nếu em giữ được bình tĩnh, em đi làm đi, lúc này là cái lúc mà không phải ngồi đấy để tức, để bực nữa, đi trở lại làm cái việc cũ ở công ty. Hoặc là nếu có thể nữa thì em cứ xin đi làm ở đâu cũng được, đi vào Đồng Nai, Đắk Lắk, Bình Dương gì đó, để làm một thời gian. Thứ nhất là để cho... nó thoát khỏi cái cảnh mà ngồi đấy mà cứ tưởng tượng là bên nhà kia chắc lão ấy với con bạn thân của mình chắc lại đang làm gì, thế thì mình khó chịu lắm. Thì cuộc sống nó cuốn đi rồi, công việc nó cuốn đi, mình ổn định dần, sau đấy mình tùy xem thái độ của anh ấy. Nếu như anh vẫn còn thiết tha, anh sẽ gọi điện rằng em ơi sao mà khổ thế, thật ra anh cũng vẫn còn thế này thế khác, thì mình sẽ quyết định sau. Còn lúc này là đang lửa cháy ngút trời và cái cơn tức giận lên thì mọi những lời khuyên của người khác chắc là sẽ khó lọt tai em. Em chỉ muốn là cắt đi cho nó xong, cho khỏi ngứa mắt đúng không? Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Hy vọng bạn sẽ có lựa chọn sáng suốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo, Tuyên Quang đâu ạ? Alo ạ. Em đang nghe đây ạ. Trần Văn Bảo ra đến từ tỉnh Tuyên Quang ạ. Dạ vâng. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Câu hỏi của em thì vợ chồng em lấy nhau được 10 năm rồi, thì vợ em có một tí lằng nhằng thì đi cho đi làm công ty được 1 năm. Alo, xin lỗi bạn. Bạn đứng chỗ nào khỏi gió đi. Nó gió nó thổi vào tai tôi. Dạ. Đứng chỗ nào kín gió đi. Sao chỗ ý gió thế? Vâng, em đứng cái kín gió. Rồi, bạn trình bày lại câu hỏi đi. Vợ chồng của em thì cũng lấy nhau được 10 năm, sống nhau được 10 năm thì được hai thằng con trai. Rồi, thì vợ em thì 3 năm trước á, thì em đi miền Nam, vợ em
ở nhà thì bố mẹ bắt tang một lần rồi thì quan hệ tình dục với hàng xóm á. Thế à? Vâng, thì có một hôm thì xuống đây xong em đi Nam được 3 năm, hơn 3 năm thì em về em làm nhà xong thì em lại cho vợ đi làm công ty ở dưới Vĩnh Phúc này. Rồi. Vâng, xong thì em biết vợ phải lòng ai thì về cứ nặng nặc bỏ chồng bỏ con, bây giờ em xin cho em một lời khuyên ạ. Bây giờ thì cô ta đòi ly dị bạn đúng không? Vâng ạ. Thế và bạn có đồng ý điều đó không? Em thì không, thì em rất thương vợ em. Ừ. Vợ em năm 94 thì em rất thương vợ em, thì em biết vợ em là có người khác rồi. Có một hôm thì vợ em nói một câu quan hệ tình dục hai vợ chồng thì bảo vợ nằm bên cạnh mà kiểu chồng không làm được cái gì á. Ừ. Thì cái đấy em cũng hiểu, cái đấy thì em cũng biết. Tóm lại cái khoản đó là bạn rất là yếu à? Hay là thế nào? Em thì có một khoảng thời gian đó thì em bị cái quai bị á. Rồi. Nó ở trên nó chạy xuống dưới anh ạ. Rồi. Thì nó mất độ hơn một tháng. Ừ. Vâng. Thì bây giờ thì là trở lại bình thường chưa? Trở lại bình thường rồi ạ. À thế à. Rồi, thì bây giờ anh Đình Đoàn thì sẽ là vợ chồng nhà em về cãi vã nhau một trận thì vợ bỏ đi. Bây giờ thì cô ta đang bỏ đi rồi đúng không? Và bạn đang nuôi hai cậu con trai của mình. Vâng, một thằng. Bây giờ thì bạn mong muốn điều gì ở chương trình chúng tôi? Vâng, thì em muốn chương trình làm thế nào để gọi vợ về được ạ? Cho em một lời khuyên ạ. À, tức là mong muốn là gọi vợ về, nối lại tình cảm vợ chồng đúng không? Vâng. Anh Đình Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào em. Vâng. Ban nãy anh không nghe rõ là em bao nhiêu tuổi nhỉ? Em sinh năm 1985 ạ. À, hai còn trẻ nhỉ, 35 tuổi, lấy vợ 10 năm và hiện nay có hai thằng cu rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ, các cháu khỏe mạnh, học giỏi không? Các cháu thì có một thằng thì hơi bị không được bằng người ta, thì có một cháu bây giờ học lớp 1 thì cũng được bằng, còn thằng thằng bây giờ 9 tuổi, bây giờ tuổi nó, nếu mà tính theo tuổi nó học được lớp 3 nhưng mà nhà trường nó không nhận. Rồi, cháu có những cái khiếm khuyết nhất định thôi, cái chuyện đấy sẽ là một câu chuyện khác. Thế xong rồi ba bố con ở riêng hay có ông bà nội gì đỡ mình không? Dạ, ba bố con ra ở riêng được, với vợ ra ở riêng được 10 năm rồi ạ. À, tức là lấy vợ xong thì là mình mua đất làm nhà, xây nhà riêng ra. Vâng. Em đi làm ở gần nhà. Em đi làm dưới Bắc Ninh ạ, em vừa đi làm ạ. Thế xong rồi hai đứa nhỏ thì ở nhà ai trông? Ông bà trông ạ. Bây giờ vợ bỏ đi mình còn hai đứa con cũng phải đi kiếm tiền để nuôi. Rồi rồi nuôi đấy. Con ạ. Tức là mình gửi sang ông bà hay là ông bà sang nhà mình đúng không? Các con vẫn phải trông coi. Còn thì vợ thì đi đâu em không biết hay là như thế nào? Đi đâu từ hôm đấy hai vợ chồng em cũng chả ai điện cho ai hết. Thế sao em không điện? Từ trong Tết rồi, bởi vì từ trong Tết thì em vẫn điện. Thì về ăn 15 xong từ đấy thì ăn rằm xong là đi là không về nữa. Nhà ngoại ở đâu em? Dạ. Nhà ngoại ở đâu? Quê ngoại cũng ở Đại Phú, tỉnh Xuân, huyện Xuân Dương, tỉnh Tuyên Quang ạ. À, cũng gần đấy thôi đúng không? Vâng, còn em ở Phú Lương ạ. Thế bây giờ là em gọi điện là không có nghe hay là tắt máy hay là như thế nào? Không máy thì vẫn để chuông thì vợ lại đưa cho một người đàn ông khác bảo không về đâu. Rồi. Vâng. Thế mà trước đó thì tức là không phải là ấy mà đi 3 năm nay là đi làm rồi đúng không? Cũng đi theo công trình đi xa. Thế còn thì từ rằm tháng giêng đến giờ thì mới gọi là đi xa và không có cái tin tức gì về nữa. Vâng, thì cũng em không gọi, quan em tâm đến được, con cũng không gọi điện về hỏi xem chúng nó thế nào. Về công ty được một năm sau đi về thì em biết vợ em có người khác hay là cái quan hệ tình dục của em không được mấy. Em cũng biết tính vợ em, nhiều lúc hai vợ chồng ngủ cũng thổ lộ với nhau, bảo có vợ nằm ở đây mà chồng không làm được. Không làm được cái gì. Anh hiểu rồi. Thật ra thế này, để khi mà nó xảy ra cái việc mà vợ bỏ cửa bỏ nhà đi theo người đàn ông khác thì rồi mình cũng cứ suy nghĩ xem là mình có lỗi gì không. Đành rằng là có thể là cái việc mà tình cảm vợ chồng rồi cũng như là cái quan hệ tình dục của em nó có suy giảm hơn so với trước. Cái việc mà biến chứng của em nói là quái bị đúng không? Nhưng có lẽ đấy cũng không phải là nguyên nhân chính. Không phải là nguyên nhân chính. Thực ra con người ta sống với nhau, vợ chồng nó còn rất nhiều thứ
mối quan hệ về trách nhiệm rồi tình nghĩa rồi cái sự ràng buộc rồi những đứa con, chứ không phải cứ lấy nhau xong hơi yếu một tí thì bỏ. Thế thì rồi chắc là rồi không ai dám lấy vợ lấy chồng đâu, vì chẳng có ai khỏe mãi, đúng không? Ngay kể cả phụ nữ cũng thế chứ, hồi còn trẻ thế này xong đến lúc mà cô hơi yếu yếu đi thì mình bỏ à. Cho nên cái trường hợp mà chỉ vì có những cái trục trặc sơ suất một chút về vấn đề quan hệ tình dục vợ chồng mà người vợ bỏ đi thì nó cũng không có nhiều. Và em thì là người cứ nghĩ là do mình yếu, không đáp ứng được cô ấy mà cô ấy đi. Nhưng thật ra thì có thể là nhiều những lý do khác. Phải lòng người ta rồi, đã gần gũi quấn quýt rồi, bén mùi bén hơi bén tiếng rồi. Bây giờ thì anh nghĩ thế này này. Em cũng không tìm được cô ấy. Vâng ạ. Mà cũng sẽ chẳng tìm làm gì khi một người đã không muốn về. Bởi vì cô ấy là người phụ nữ đã trưởng thành, đã có gia đình, có chồng và có con. Bên cạnh đó còn có bố mẹ già nữa. Tập trung làm ăn. Hiện nay giữ nguyên hiện trạng như thế này. Không à, mà đợt trước vợ em về ba lần thì có đưa cả ông ngoại với bà ngoại với cả anh vợ lên mượn sổ hộ khẩu của nhà em. Nhưng mà em không cho mượn. Thì thấy ông bà ngoại chắc nhà thì cũng chứa, có chỗ chứa, nhưng mà thì đôi khi em cũng có một phần là bản thân của em là lỗi đi. Xong cả lên lại chửi em, bảo địt mẹ cái nhà nọ kia, bảo lên không cho mượn sổ khẩu để làm các chứng thư giấy tờ của vợ em nó mất hết rồi. Tất cả những thứ đó bây giờ thế này này, mình phải giữ lấy cái thân mình, giữ lấy cái nhà, cái cửa sổ đỏ cũng giữ cho nó chặt. Bởi vì bên cạnh mình không chỉ lo cho bản thân mà còn hai đứa trẻ nữa. Em là người thay cả bố cả mẹ, em đứng mũi chịu sào để giữ chỉ cả cái gia đình ấy. Nếu như cô ấy chỉ đi dạng như là người ta nói, thì theo các cụ nói là đi theo dai ấy, phải lòng dai ấy, thì rồi nó sẽ một thời gian nó nguôi nguôi, nó chán rồi chẳng hạn, nó sẽ quay về, thì nó còn có đường nó về. Thế các, còn các hoặc chú với các anh em thì cũng bảo đi rình, nhưng mà em rình làm gì, rình về cũng thế thôi, không rình, rình làm gì, rình em biết người ta ở đâu mà rình ra. Không biết thì mình lại đỡ đau, nếu em mà rình em lại nhìn thấy vợ mình nó lại đang làm gì với ai ở đâu đấy thì rồi mình còn chả còn đầu óc nào mà làm mà ăn nữa. Cho nên là đi theo trai thì thừa biết rằng là trai gái thì cần có làm, tự làm đến cái thế là cùng chứ gì, đúng không? Cho nên không cần rình nhá, để giữ mà, giữ sức khỏe, giữ làm đầu, ăn. Lúc đầu em cũng buồn, em cũng gục cả cơm ăn, mới một ngày chỉ ăn có một bát cơm thôi. Thôi nó qua rồi, ai cũng thế thôi. Mà nhìn chán nản mà. Đúng rồi. Không có một tí sự sống nào hết. Ai cũng thế thôi, đến cả một cụ già mà có người vợ hay người chồng của mình mà không gọi là không giữ được cái sự chung thủy thì nó là nỗi đau, nhất là em lại còn rất là trẻ. Cho nên là buồn thì đúng rồi, nhưng mà cũng may thời gian nó cũng nguôi nguôi và hiện nay em cũng đang tạm thời là duy trì cái cuộc sống làm ăn, giữ gìn sức khỏe và nuôi hai cháu. Thế còn thì nếu như một thời gian nữa cái cô kia, cô vợ em ấy, với lại cái bạn nào đó mà người ta quyết tâm người ta đến với nhau, kể cả tình nghĩa hai đứa con cũng không thể níu cô lại được. Rồi quá khứ 10 năm cũng chẳng là cái gì, người ta chỉ cần muốn đến với nhau mà cô quay trở lại cô đòi ly hôn, hãy giải phóng cho cô ấy em ạ. Bởi vì người ta chỉ giữ được ba lần về bảo mượn sổ đỏ làm chứng thư mà em không cho mượn. Bây giờ bỏ một đứa con thì bây giờ đã không được đi học rồi, năm nay cũng 10 tuổi rồi thì không được đi học rồi, đừng đằng bỏ cho ba bố con ở đấy thì lớp còn cửa còn nhà thì cũng chả biết nói, cũng buồn lắm. Một mình nuôi hai đứa con rồi ra riêng rồi. Thôi biết bây giờ, rồi bây giờ thì chắc là ai nghe chuyện của em cũng sẽ buồn, nhưng mà nếu mà lại nghĩ rằng là buồn xong chả làm ăn gì được nữa, xong rồi nằm đấy rồi đi rình để cho chúng nó một trận thì cuối cùng thì mình bơ vẩn lại trở thành vi phạm pháp luật, thế rồi hai đứa con lại bơ vơ. Một thời gian nữa thì đâu nó sẽ ra đấy thôi. Một là cô kia đi rồi cũng bị người ta lừa rồi đấy, nó không phải là tình thật, nó chỉ là cái chuyện phải lòng nhau rồi nó nguôi ngoai, cô ấy sẽ trở về, hoặc là cô ấy sẽ quyết tâm đòi ly hôn bằng được. Thì anh nghĩ lúc đấy á, mình cũng cho cô được toại nguyện, bởi vì chẳng ai giữ một cái người phụ nữ mà quan trọng nhất là chẳng có trân trọng gì những cái thứ mà mình đang có, đặc biệt là nhẫn tâm bỏ con. Thế còn thì cái
cô ấy mất chứng minh thư hay mất giấy tờ ấy, cô hoàn toàn có thể lên công an xã xác nhận, lên công an huyện người ta cấp lại như nào hướng dẫn, còn nó không có liên quan đến sổ đỏ, sổ điếc nhiều lắm đâu. Bởi vì cái sổ đỏ ấy, em biết không, rồi người ta có thể cắm được sổ đỏ, người ta vay được ngân hàng, người ta có thể rút tiền ra, rồi cuối cùng này em mất cả sổ đỏ, rồi cuối cùng đến lúc người ta đến lấy nhà của em ấy nhá. Sổ đỏ thì không có chỗ bí mật cất thì nhiều người người ta còn gửi ra két của ngân hàng ấy nhá, hoặc là để ở đâu đó thật sự. Rồi bạn ơi, nghe chừng cái cô vợ của bạn, qua những điều bạn vừa tâm sự với anh Đinh Đoàn thì thấy rằng cái cô vợ bạn không phải là người bình thường lắm. Cô ta không những là cặp với một người mà có thể cặp với rất nhiều người đàn ông khác, đúng không? Và những cái người như thế thì rõ ràng là theo anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ với bạn là không nên tiếc bạn ạ nhá. Rồi không cần họ hiểu, bởi vì họ có nói đến nữa thì họ cũng không hiểu được nữa nhá. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Đấy, tôi có đây ạ, tôi có đây ạ. Rồi, chào anh. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Báo cáo anh là tôi hôm nay là 65 tuổi ạ. Dạ vâng. Tôi báo cáo anh là tôi là vợ tôi là mất rồi. Vâng. Và tôi muốn xây dựng gia đình một bước nữa. Vâng. Và tôi yêu một cô lại ở quê ở Nghệ An. Rồi. Cô hôm nay là ngoài 50 tuổi. Rồi. Và các cháu của tôi nó có phản đối. Vâng. Tôi muốn chương trình tư vấn cho tôi để làm nào để chúng tôi để lại lối lại được cái tình yêu của chúng tôi ạ. Rồi, thế là bà nhà anh là đi xa bao lâu nay rồi ạ? Xã tôi mất khoảng 10 năm nay rồi. À, thế thì còn cái tình yêu với cái cô Nghệ An ấy là được mấy năm rồi? Mới được mấy tháng thôi. À, thế là có yêu sâu sắc lắm không? Yêu, chúng tôi yêu và quyết tâm là sẽ lấy nhau mà. Thế á? Vâng. Thế thì cụ kia là cũng hơn 50 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng. Còn anh thì cũng 65 tuổi. Thế thì vâng, gặp nhau thường xuyên không? Xa như chúng thế tôi, mà. Chúng tôi muốn gặp nhau mà. À thế thì hiện tại thì cái cô 50 tuổi đang ở đâu? Bây giờ cô lại mới về quê, về đang cô đang làm ở công ty. À. Công ty đang giải tán, đang có dịch bệnh, cô rồi về tạm về quê mà. Tức là tóm lại, thế cô ta có chồng con chưa? À, cô này thì là cũng có con rồi nhưng mà chồng chia tay nhau rồi. À rồi. Thế tóm lại là rất yêu thương nhau rồi, bởi vì cái hoàn cảnh hai anh chị là cũng có vẻ phù hợp đúng không? Hiện tại thì đang dịch Covid như thế, đâm ra là người yêu của mình đang về quê đúng không? Tránh dịch. Vâng. Thế từ hôm người yêu về quê là đã chạy vào thăm người yêu chưa? Chưa, người yêu tôi xa lắm. Thế xa nhưng mà vì tình yêu mình phải đi hết. Chúng tôi chỉ nhắn tin cho nhau thôi. À thế à. Rồi thì các con anh thì là không đồng ý à? Các cháu thì trước thì tôi họp gia đình các cháu đồng ý, thì sau là cháu gái của tôi nó lấy điện thoại trộm của tôi xong rồi nó nhắn tin cho cái cô kia. Ừ. Con và gái anh thì lấy chồng chưa? Thế là cô ấy sợ, cô không, cô lại nói với tôi là sẽ chia tay. À thế à? Rồi thế là anh có đông con nhiều cháu chưa? Tôi là được 4 cháu. 4 cháu, thế là có nội ngoại bao nhiêu đứa rồi? Tôi có 3 cháu nội rồi. À rồi. 45 cháu ngoại rồi. Ôi rồi. Thế tức là cái cô con gái của mình là cũng đã lấy chồng rồi, có con rồi đúng không? Vâng. Vâng, các cháu cũng lấy chồng có con cả rồi. Thế mà lại còn can thiệp vào chuyện của bố, lấy máy điện thoại của bố để nhắn tin cho cái cô người yêu của bố đúng không? Vâng. Làm khiến cho cái người yêu của anh hiện tại là đang giận dỗi đúng không? Vâng. Khổ thân thế đấy chứ. Ôi sợ không. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhá. Vâng. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào anh ạ. Thật ra thì cũng lâu lắm rồi mới gặp một cái câu chuyện nó tương tự như của anh. Thường thường thì tôi lại hay gặp những cái trường hợp là các con cứ ép mẹ hoặc bố của mình ấy đi bước nữa, xong ông bố bà mẹ cứ bảo chúng tao chả cần, chúng tao già rồi, tao ở với chúng mày cơ, để tao bế con bế cháu cho chúng mày. Thế thì chứ cái chuyện mà các cụ còn khỏe
rồi các cụ còn nảy nở tình yêu, rồi là cũng mong muốn là có được cái những năm tháng cuối đời mà có vợ có chồng thì quá tuyệt. Thế nhưng mà cũng vướng phải, tôi tin rằng thế này. Anh có tin được tất cả những điều mà cái cô người yêu nói với anh nó là thật không? Ví dụ như cô ấy ngoài 50 tuổi này, cô ấy ly dị chồng rồi này, hiện nay vân vân các thứ, là kêu cô ấy kể thế, anh có tin những cái thông tin đấy là thật không? Tôi có tin thật vì có cô ấy lại có cả một cái cô bạn cũng nói chuyện với tôi thế. À vâng, vâng. Thì hai cô này trước là cô trọ nhà tôi. À vâng. Vâng, sau rồi tôi xin việc cho cô này làm ở chỗ khác. Thế ạ. Vâng. Các cháu nó can thiệp vào cuộc sống tình cảm của anh với lại cô ấy thì nó có nói lý do gì không? Tôi chẳng hiểu biết, nó cầm điện thoại nhà nó xấu, nó gọi điện nhắn tin cho cô ấy, nó xem là cô ấy sợ, cô ấy bảo là thôi anh với em chỉ là bạn thôi. Vâng. Thật sự ra anh có muốn đến với cô nữa không? Tôi rất muốn. Thế ạ. À. Anh ơi, cả cháu trai cháu gái nhà anh là có ở chung với anh hay là bây giờ anh ở một mình? Tôi ở một mình. Một mình anh, một nhà đúng không? Dạ. Thế còn con trai lấy vợ rồi cũng ở chỗ khác, con gái lấy chồng cũng ở chỗ khác. Không, vâng, thằng Út thì vẫn cùng ở một nhà. Vâng, ở một nhà. Vâng. Nhưng mà gọi là cũng ăn riêng ở riêng chứ không phải là bấu víu gì đúng không? Anh dạ. Sức khỏe còn tốt không? Tôi sức khỏe vẫn tốt lắm, huyết áp vẫn tốt lắm. À thế ạ. Vâng, tôi thì người hơi gầy thôi nhưng mà gầy sức khỏe vẫn tốt. Vâng, không sao, gầy tôi tốt. Tôi đi làm bảo vệ mà. À vâng. Tôi thì tôi tin thế này này, theo kinh nghiệm của tôi thì các cháu nhà anh nó lo mấy việc. Thứ nhất là không biết cô kia có yêu anh thật hay không, hay là cô chỉ lợi dụng anh bởi vì biết anh cũng còn khỏe rồi là cũng thiếu thốn tình cảm, cho nên là cô lợi dụng, thứ nhất là sẽ thuê ở trọ nhà anh không lấy tiền. Thứ hai là thỉnh thoảng anh lại hỗ trợ cái này cái khác. Rồi là thì đấy, thứ nhất là có thể có ý lợi dụng. Thứ hai là các cháu nó nghĩ rằng anh thì cũng 65 rồi, cô cũng 50 mấy, nếu hai ông bà có đến với nhau thì có khỏe chăng nữa thì chục năm nữa là cả bà lẫn ông đều yếu rồi, thế tự nhiên chúng nó lại thôi thì tất nhiên phải lo cho bố mình thì là cái chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ cô ấy mà là vợ của bố mình thì đương nhiên thì cũng là bà, thì các cháu nó lại phải lo lắng thêm cho cô ấy thì cũng lại vất vả thêm cho các cháu. Và một đặc biệt nữa rằng đây thì cứ nói thật đó, các cháu nó cũng ích kỷ. Nếu như bây giờ có một mình anh không có đi bước nữa thì cái nhà của anh hiện nay ấy sau này là của các cháu, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như anh mà đi bước nữa thì sau này anh có về già thì việc đầu tiên cái nhà là của bà ấy, đúng không? Bà ấy có phần có suất ở đấy. Thế rồi bà ấy quy định thế này và chia chung thế kia, bởi vì việc đầu tiên là phải mẹ đã, phải vợ đã, đúng không? Rồi với những phần các con thì chúng ta sợ là thay vì phải chia 4 giờ lại chia 5. Thế thì các cháu nó nghĩ là chả biết là được lợi gì không, ông thì đẻ thì không đẻ nữa, chả biết là khỏe thì khỏe chứ chẳng được bao lâu. Lâu lâu với một tí thì bây giờ lại hoặc vào một mối quan hệ này thì chả biết được gì, nhưng mà thấy có nhiều phiền phức quá, cho nên là trước mặt bố thì chúng nó cứ giả vờ im lặng và nó đồng ý, nhưng nó phá đám ở đằng sau chính là nó gọi điện cho cô kia, nó bảo là cô đừng vớ vẩn bố cháu già rồi, cô đừng ấm ớ rồi, để vậy thì bố cháu còn khỏe, bố cháu sống thêm chục năm nữa chứ cứ bập vào yêu với chả đương rồi có khi là dăm ba năm, đúng không? Nó cũng thương anh thôi, nhưng mà nhưng nếu anh quyết tâm thì vẫn có thể làm được. Thật ra thì anh không cần thiết phải đợi tất cả các con đồng ý. Các cháu thanh niên bây giờ nó cũng đặt đâu thì bố mẹ ngồi đấy, nó cũng đợi để mà hai ông bà già mà gật đầu để mà nó lấy nhau đâu. Mình thì đẻ ra chúng nó cơ mà. Bây giờ mình nghĩ rằng là cân nhắc lại, nếu đấy thực sự là nhu cầu, thật sự là tình cảm thật, và mình nghĩ rằng dù có được sống 5 năm, 7 năm nữa ở bên cạnh cái người mà gọi là chăm sóc với nhau cũng còn hơn là cô đơn. Ở tuổi mình rồi, ăn là mấy uống là mấy, đúng không?
cần đấy. Nhất là một người sớm tối thế nọ thế kia, các cháu mình có ốm đau nó đến nó bảo hôm nay bố con đỡ đau không, rồi nó quẳng cho một bát miến rồi nó cho đĩa xôi thế rồi khoanh giò rồi nó về, chứ còn cái người mà có thể ở cùng mình ấy thì không dễ dàng gì. Và các cụ đấy cũng đã kết luận là con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Nếu anh quyết tâm thì việc đầu tiên là anh động viên chị ở trong kia, gọi điện đi, nhắn tin đi, anh hứa anh thề đảm bảo đây là con anh nó thế, chứ còn thì anh đã định rồi, gì chăng nữa chúng ta cũng sẽ đến với nhau, dù sống với nhau 5 năm, 10 năm mà trọn vẹn, để bù đắp cho nhau những khó khăn thiệt thòi. Anh cũng quá bụa 10 năm mà em thì cũng ly hôn mấy năm rồi đúng không? Thế xong là cái việc thứ hai thì khi mà hết dịch cô quay trở lại công ty làm việc hay là như thế nào đó cô quay trở lại thì anh hoàn toàn có thể đi ra chính quyền, ra ủy ban nhân dân xã nhắc cô ấy là mang chứng minh thư là một, thứ hai là cái giấy mà ly hôn ấy, cô ly hôn hay là gì đó thì là photo hai thứ đó để chứng thực là cô ấy hiện nay đang không phải là người có chồng. Còn anh thì người địa phương thì người ta biết rồi. Anh cứ làm cái đăng ký kết hôn để cho nó đúng pháp luật là mình trở thành vợ thành chồng. Thế còn thì cái chuyện mà phân tích động viên rồi tư vấn để các cháu nó thông cảm nó hiểu thì cứ dần dần, cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu. Chứ đợi các cháu bây giờ bốn đứa mỗi đứa nó một nghĩ một ý thì cũng khó khăn lắm anh ạ. Nhá. Rồi. Thế thì mình cũng lớn rồi, mình có cái tự quyết một chút, nhưng mà trước khi quyết định làm như thế thì đắn đo cân nhắc xem thực sự cái mối quan hệ này nó có thật sự quý giá đối với mình hay không nhá. Alo, thính giả của điện từ Bình Định phải không ạ? Dạ dạ. Đúng vâng. Rồi. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, em muốn có câu hỏi muốn nhờ chương trình giải đáp giúp em nè. Em nghe đâu là cuộc sống mà có quan hệ vợ chồng á thì nó kéo dài tuổi thọ đó. Mà ngược lại đối với em, trong 3 năm nay em không có cái chuyện đó, là nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của em không? Vâng, tức là hiện nay thì bạn gặp phải vấn đề rằng là trong 3 năm trở lại đây thì giữa mình và ông xã không có quan hệ gần gũi với nhau đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, và mình đã bao giờ có những cái trò chuyện hay chia sẻ với ông xã mình chưa? Dạ, em nói em nhờ chương trình là có lý do của em, tại vì ông xã em ông mất 3 năm nay á. À vâng. Vâng, và điều này thì khiến cho mình khá là lo lắng, không biết là cái chuyện mà không có cái quan hệ như thế thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Dạ đúng. Ừ, chị chào em. Dạ em chào chị. Ừ, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em năm nay 39 tuổi, chồng em mất hầu năm em 36 tuổi. Thế à? Ờ, em được mấy cháu rồi? Dạ em có 3 cháu rồi. Có 3 cháu. Ừ. Dạ. Thì chắc là bây giờ cũng đang phải nuôi các bạn ấy cũng khá là vất vả đúng không? Tất cả dạ, đang trong tuổi đi học à? Dạ không, con em nói chung nó được may mắn là con em nó lớn rồi, con lớn con đầu là em sinh năm 91 á. À, thế à? Còn dạ còn đứa giữa thì năm 96 95, mà còn đứa 96 rồi chị. Thế à? Ừ, thế dạ. Thì các bạn ấy cũng đã học đại dạ. học rồi, cũng trưởng nói thành chung, ra từ hết rồi nói chung về. Ăn học ra trường đi làm hết rồi chị. Ừ, em chị nghĩ là em chắc là cũng rất yêu ông xã đúng không? Thế dạ. và 3 năm nay thì từ khi ông xã mất thì em cũng không có một cái mối quan hệ nào nữa à? Dạ dạ. Em 3 năm nay em có một cái mối quan hệ nào khác ngoài? Dạ 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 không chị. Thế hả? Ừ. Dạ. Thực ra thì cái câu hỏi em hỏi chị là có phải là quan hệ tình dục đều đặn thường xuyên thì nó sẽ giúp kéo dài tuổi thọ đúng không? Dạ, thế dạ. Còn bây giờ em lại 3 năm nay thì kể từ khi ông xã mất thì mình lại không có cái quan hệ tình dục, cho nên mình cũng lo không biết nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không. Đấy. Năm nay em mới 39 tuổi. Thực ra 39. 49 à chị? À 49 à? Dạ, à dạ. Ừ, ban nãy chị nghe thành 39 nữa, chị tưởng là em 39, 49. 49 50. Thế em kinh nguyệt của em thế nào? Em đã tiền mãn kinh hay là mãn kinh chưa? Em mất 2 năm rồi chị. Thế hả? À? Dạ.
Chắc là cũng sau cái chồng mất thì nó cũng làm cái sang chấn rất là lớn, và có thể nó cũng làm cái nguyên nhân để khiến cho mình bị mãn kinh ấy. Đấy. Năm nay thì thực ra thì bạn cũng 49 tuổi, gọi là trẻ thì qua nhưng mà già thì chưa tới, đúng không? Nói thế thôi chứ mình cũng vẫn là phụ nữ, mình cũng những cái mong muốn được yêu thương, được chia sẻ, rồi là được giúp đỡ, rồi kể cả cái nhu cầu quan hệ tình dục của mình chắc chắn là nó cũng vẫn còn. Chỉ có điều là vì rất nhiều lý do khác, có thể vì lý do các con, vì lý do gia đình, rồi là một số những cái văn hóa nó làm cho mình không muốn có những cái quan hệ khác, đúng không em? Cũng rất nhiều người, người ta cũng có cái đời sống mà nó không có cái quan hệ tình dục mà em, sức khỏe người ta vẫn bình thường. Tất nhiên nếu như mà người ta có cái đời sống mà nó tốt, có cái quan hệ tình dục, thì cái quan hệ tình dục ngoài cái chuyện là nó giải tỏa cái bức xúc về nhu cầu tình dục, nhưng mặt khác thì nó cũng cái hoạt động quan hệ tình dục nó cũng mang lại rất nhiều những cái yếu tố có lợi cho sức khỏe, kể cả về mặt tinh thần cũng như là về mặt thể chất. Khi mà mình có một cái đời sống tình dục ổn định, hài hòa, bình thường thì cơ thể của mình nó cũng được thoải mái, nó cũng được thỏa mãn, và khi mình quan hệ tình dục thì nó cũng tiết ra nhiều những cái nội tiết mà nó có lợi cho mình. Nhưng nói như thế thì cũng không phải là tất cả những cái người mà người ta không có quan hệ tình dục người ta đều yếu hay là người ta đều cảm thấy thiếu thốn cái gì đấy. Hoạt động quan hệ tình dục nó là một cái hoạt động mà nó vừa có tính bản năng tự nhiên, nhưng bên cạnh đấy thì nó cũng chịu sự chi phối của rất nhiều các cái yếu tố ở bên ngoài nữa, kể cả yếu tố liên quan đến sức khỏe. Nếu như mà em vì cái hoàn cảnh của mình, rồi vì rất nhiều những cái yếu tố khác nữa mà em không có hành vi quan hệ tình dục, nhưng em vẫn có một cái chế độ dinh dưỡng tốt, em vẫn có một cái tinh thần của em vẫn thoải mái, các cái mối quan hệ của em với các con, với gia đình, với mọi người không có vấn đề gì, tự em cũng sẽ tìm được một cái phương pháp để mình rèn luyện sức khỏe, nâng cao cái sức khỏe của mình, thì chị nghĩ rằng đấy mới là những cái rất là tốt, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của em, chứ vấn đề không phải chỉ là quan hệ tình dục, đúng không? Mình bây giờ 49 tuổi mà mình lại đi có quan hệ tình dục với những cái người mà người ta mà có thể có cái nguy cơ mà mình vi phạm những cái chuẩn mực về đạo đức chẳng hạn, thì không biết lợi đâu, nhưng mà cái lo lắng về mặt tinh thần cũng như là những cái áp lực khác thì có khi còn có hại hơn. Vâng, với những cái lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải thì chắc là chị đã cũng đã yên tâm rồi chứ ạ? Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Hỏi của em là em kiểu như là vợ chồng em có chút trục trặc ấy. Thì cách đây một năm em mẹ quen lại gặp người bạn yêu cũ, thì có nghĩa là em đã bỏ về nhà ngoại được một thời gian rồi, không quen lại người yêu cũ, nhưng mà bây giờ chồng em muốn quay lại, em không biết là nên như thế nào. Vâng, bây giờ thì mình lại tự đưa mình vào một tình huống rất là khó xử, đúng không? Không biết là sẽ quay lại với chồng hay là tiếp tục mối quan hệ với người, với anh người yêu cũ, đúng không ạ? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Rồi, chào em. Chào anh. Bao nhiêu tuổi chào em? Em 35 tuổi. À, 35. Có mấy cháu rồi? Có 2 cháu. Mình về ngoại là mình đưa cả 2 đứa theo hay là một đứa để bố, một đứa mình mang đi? Cả 2 đứa anh ạ. Thế à? Bố nó dễ tính thế à? Mình có điều kiện nuôi cả 2 đứa luôn. Không phải, nhà em nó kiểu như chồng em nó chơi bời nhiều cho nên là không có điều kiện. Rồi, tức là thực ra ngày xưa trước lúc ấy thì là cũng thiếu trách nhiệm, cũng chẳng phải là chỗ dựa tinh thần hay là đi làm mang tiền về. Có nghĩa là một mình em là nuôi 2 đứa. Thế thì mình ở bên đấy hay mình về nhà ngoại thì cũng vậy thôi, đúng không? Cũng một mình lo lắng. Thế xong rồi mình về như thế thì ông ấy có sang tìm, rồi ông ấy năn nỉ, ông ấy nói rằng là quay trở. Một năm là anh ấy bỏ về chơi bờ rồi không nuôi con cái, rồi mình em chăm sóc hết 2 đứa. Thì đến lúc đấy thì
nghe hoàn cảnh em với người yêu cũ qua thông qua bạn bè ấy. Ừ. Anh ấy lại liên lạc lại với em. Thế xong vì thế mình mới về nhà ngoại đúng không? Vâng. Rồi. Thế xong rồi từ như đang nói là từ cái hôm về nhà ngoại này là cũng lại một năm rồi. Ờ, được gần 2 năm rồi thì bây giờ anh ấy muốn quay lại, muốn... Rồi. Này em ơi, anh ấy đi gọi là đi thiếu trách nhiệm, bỏ nhà ra đi chơi bời, nghĩa là làm sao? Theo bạn bè đi lô đề cờ bạc hay đâm thuê chém mướn hay đi long rong hay là đi theo gái? Lô đề cờ bạc với xã hội đen. Thế hả? Thế mà cũng chả kiếm được đồng nào cho vợ con. À, bây giờ thì em với lại người yêu cũ thế nào rồi? Em thì anh ấy cũng có, tại vì là bọn em yêu nhau đây 10 năm rồi, nhưng mà trong ngày xưa đang yêu nhau bị gia đình cấm đoán ấy. Ừ. Thì mình không vượt qua được. Vâng. Thế và anh thì hiện nay cũng đang có vợ. Vâng. Rồi. Mức độ quan hệ từ cái hôm mà nối lại đến nay như thế nào? Thường xuyên gặp gỡ rồi có hứa hẹn thề buổi gì không? Tại vì là em cũng xác định em là người có gia đình ấy. À. Thì cũng chỉ là quan hệ tình cảm, công khai, tại vì anh cũng có vợ. Rồi. Thực ra thì cũng không phải là mình bế con ra khỏi gia đình, mình về bên ngoại là để trông đợi rằng là ly hôn chồng để mà nối lại với người yêu cũ đúng không? Hoàn cảnh của hai đứa hoặc của hai người cũng vẫn là thực ra có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì ai cũng có những cuộc sống riêng, có gia đình riêng rồi, cũng tôn trọng cái gìn giữ đấy, mà thỉnh thoảng có gặp nhau bù đắp cho nhau thiếu thiếu hụt hụt một tí thì gọi là này khác thôi, chứ cũng không ai có ý định gì tiến xa tiến gần đúng không? Không có ý định đâu, tại vì anh có gia đình rồi. Thế thì việc của em, câu hỏi đặt ra rồi, không phải là quay trở lại với chồng cũ hay là tiếp bước với chồng ở với người yêu, mà chỉ là quay trở về hay là vẫn duy trì cuộc sống như hiện nay đúng không? Ừ. Anh chồng hiện nay thế nào rồi? Sau 2 năm anh ấy chán, anh đã quay trở lại, anh ấy hoàn lương rồi. Anh bảo là sẽ gửi tiền về cho em với con. Thật ra thì tiền em có cần lắm không? Em còn cần trên cả tiền nữa. Thật nếu ra... mà thực sự nếu mà anh ấy thay đổi thì em cũng muốn anh ấy quay lại. Ừ. Nhưng mà em lại nghĩ là bây giờ tình cảm của em nó còn ít lắm. Đúng, sau tất cả những cái thiếu trách nhiệm mà nó không phải 5, 7, 10 ngày gì, ròng rã một năm trời, bỏ đi ăn chơi, không có trách nhiệm với gia đình, rồi mình chán mình mới bế con đi, mà bế con đi rồi cũng chẳng được giữ lại để níu kéo, hoặc là trong cái thời gian mình ở bên ngoại gần 2 năm trời cũng không có cái động tác gì đó để mình cảm thấy là tiếc nuối. Và đôi 3 năm vừa rồi mình cũng sống với cái trường hợp xác định tinh thần là chồng có như không, đúng không? Ừ, mà mình vẫn kiên cường bất khuất tự làm tự kiếm tự nuôi con được, thì phải nói là em cũng là người giỏi, không biết là làm trong lĩnh vực gì, nhưng mà thế cũng phải nói là cứng cỏi rắn giỏi đấy. Em muốn tư vấn là cho anh là có nên quay lại không? Anh nghĩ thế này này, thực ra thì mình chưa bỏ nhau đúng không? Vâng ạ. Mình vẫn có thể trở về nhà cũ của mình như là đã vốn là đã từng ở, bây giờ vừa rồi là chuyển sang bên ngoài ở cho nó thay đổi không khí thôi, chứ chẳng phải là mình bây giờ là phải chờ anh sang xin lỗi để đón mẹ con về, vì mình tự đi mà mình lớn rồi mà. Em quay về thế... mà gần cũ thì em dưng em mất cảm giác. Nó mất rồi thì rồi may ra hâm lại xem sao, bởi vì cả về cái cảm giác này lẫn cái cảm xúc kia cũng cần phải cái gì mà lâu mà không được khơi gợi thì rồi nó cũng nguội lạnh đúng không? Thì em cho mình một cơ hội đi, em đưa mấy mẹ con là thích thì về, tức là mình làm hết sức tự nhiên, không có nghiêm trọng rằng là vân vân. Thế và về rồi thì mình nói chuyện với bố nó. Thật sự là em chán lắm rồi đấy. Em nghĩ rằng em trong đầu em đã xác định tinh thần là coi như tại nhiều yêu cũ thì bọn em cũng có đi khơi khả. Rồi thì cứ gọi là xa gì, có quan hệ tình dục là cùng cái gì, đúng không? Vâng. Nhưng mà em nếu mà quay lại thì em lại cảm giác có lỗi. Thế thì cứ để yên thế này ha. Để yên thế này thì em lỗi cả hai, rồi lỗi với các con, rồi mình cũng áy náy. Lỗi thì cũng lỗi rồi.
Em cứ xác định tinh thần là anh ấy cũng đáng lỗi lắm ấy, ông chồng ấy. Anh ấy giá như anh là một người tử tế đàng hoàng, người đàn ông chân thành hết lòng yêu vợ yêu con, có trách nhiệm sống lương thiện rồi thủy chung son sắt, mà mình chót dại mình còn đi gặp lại người yêu cũ mà để mà mình không giữ gìn được cái sự chung thủy thì mình áy náy xứng đáng. Nhưng mà anh ấy thì thật nói chứ mất là chính là do anh ấy đấy. Anh ấy đẩy mình đến cái bước đường như thế. Cho nên là dù có mất một cái sự gọi là thất tiết nào đó thì mình không ân hận lắm, vì mình không phải là người bản tính là lăng nhăng hay lăng loàn, hay là một người đang có chồng mà còn thế nọ thế kia. Đẩy mình vào một tình huống người phụ nữ một nách hai con, không được sự chia sẻ quan tâm của người chồng, rồi mình đói khát rồi cuối cùng thì nó dẫn tới như thế, thì trong đó trách nhiệm của anh rất là nhiều, không được gì phải quá áy náy cái chuyện đó. Quay trở lại, đưa con trở lại và nói thẳng với anh là mình chán lắm rồi, bởi vì không có một người đàn ông, người bố nào 2-3 năm qua không có trách nhiệm gì với con, với cái, với gia đình. Em quay trở lại đây là thật sự thì em cũng muốn xem là trong thời gian tới anh sống làm sao, anh nói được thì anh làm được đi. Thế còn thì em cũng có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay được, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi được. Mà em quay trở lại không có nghĩa rằng là mọi sự là em phải tha thứ hết hay em bỏ qua hết. Thực sự ra bây giờ cũng nói thẳng đi, em chả còn nghĩ gì nữa, không có cái cảm xúc gì thế này thế khác. Mà bây giờ muốn để mà gia đình ấm áp được thì cái trách nhiệm của anh rất là lớn. Anh phải là cái người mà khơi lại, mà trước hết là thể hiện một cái sự sống cho nó tận đàng hoàng, tử tế, có trách nhiệm, lương thiện. Tiền có thể ít nhiều ít, vì 2-3 năm qua không có anh đưa tiền em vẫn nuôi được con, nhưng em cần một người. Nên em là nếu mà đã bỏ thì nên là bỏ, để ví dụ con em lớn thì giống như là đi lao động xuất khẩu ấy. Ai ai bảo thế? Mọi người ạ, mọi người thân với em. Bỏ thì cứ bỏ luôn đi, gì thế xong rồi mai kia mình đợi mình nuôi hai đứa con nó lớn thì mình tự là đi lao động xuất khẩu gì. Em ơi, thứ nhất là mình là người trong cuộc, mình quyết định bao giờ hai con mới lớn. Thế xong rồi đến lúc chúng nó lớn lo được thì nó lấy vợ rồi bà lại đi bế cháu. Lúc ấy chẳng lẽ bà nó xin đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan để đi làm bu xin trông chăm người già. Chúng nó bảo mẹ ở nhà trông cháu cho con trả lương tháng mẹ 3 triệu. Thế là cứ 3 năm đi ở với đứa này, 2 năm đi trông đứa kia. Thế là mình hết đời bà già ấy mà. Mình đừng có nghĩ một cách nó quanh quẩn như thế, em còn trẻ lắm. Bởi vì nó thế nó lãng phí lắm, đúng không? Bây giờ mình ngồi chưa chi mới có 30 mấy cái tuổi đầu, nên ngồi nhẩm nhẩm cái đoạn thôi, cứ nuôi hai đứa con rồi sau này nó trưởng thành thì lúc ấy chúng nó có vợ có con cả rồi thì mình đi xuất khẩu lao động cho yên thân, mình kiếm ít vốn sau này về mình góp vào trại dưỡng lão. Trời ơi, sao mình nghĩ nó tiêu cực mà nó lẩn quẩn thế. Sao nghĩ rằng là mình về một thời gian cho anh ấy khoảng độ 1 năm, thấy đúng là ông này có cải tà quy chính, không được là nuột nà là lắm nhưng mà cũng có biến chuyển rồi, thì mình tiếp tục là để cho gia đình nó ấm áp trở lại. Còn nếu thấy là chỉ được cái nói một hôm thế chứ còn được 5 bữa nửa tháng lại đâu ở đấy thì mình chả tiếc nữa. Mình đã cho cơ hội rồi mà không nắm bắt được thì chúng ta lúc ấy quyết định mình không ân hận là do mình vội vàng hay mình thiếu kiên trì hay thiếu kiên nhẫn. Nhưng việc đầu tiên chính là trong đầu của em phải xác định rằng là mình là người đàng hoàng, không có lỗi, mình là người kiên cường, một người phụ nữ chồng như thế mà mình vẫn trụ vững đến bây giờ, nuôi con có trách nhiệm nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn các bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vâng, chào bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Phòng. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Phòng phải không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, chào anh. Vâng, anh có thể nói câu hỏi của mình ạ. Em hỏi là sức khỏe của vợ em mà. Vâng. Làm sao mà mỗi lần em gặp một người mới là người mới cứ dị ứng nổi tịt người ngứa ngáy khó chịu. Vâng. Mỗi lần mà tối là vợ chồng đây là
muốn quan hệ với nhau mà động một người với cô cứ hất ra này. Vâng. Mưa lấy có chịu nổi thịt nổi rát này. Vâng, đấy, hiện tượng đấy thì đã lâu chưa ạ? Và đã đi khám ở đâu chưa ạ? Chưa được khoảng được tầm 5 hơn 5 trở lại đây. À thế ạ, cũng khá lâu rồi và chưa đi khám ở đâu đúng không ạ? Vâng, mà trong đó là rất là cái vấn đề, rất là sợ vấn đề là quan hệ. Vâng. Vấn đề của vợ anh thì để bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình xem là nói như thế nào ạ. Xin mời chị. Tôi chào bạn. Vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi bạn? Năm nay em 40, vợ em năm nay 37. Thế à? Thế hai bạn lấy nhau lâu chưa ạ? Lấy nhau được hơn chục năm rồi. À, hơn chục năm rồi. Vâng, thế chắc là con cái cũng lớn rồi nhỉ? Vâng, con em năm nay học lớp lớn là 5, lớn lớp 3 à. À, một bạn lớp 5, bạn lớp 3. Vâng. Mỗi một lần mà, tức là chỉ khi nào mà em động vào người vợ hoặc là có những cái đụng chạm hay là những cái vuốt ve thì nó mới như thế thôi à? Dạ vâng. Thế còn bình thường thì sao em? Bình thường không có gì cả, cứ có lần nào mà muốn vợ chồng âu yếm trêu đùa hay là sò vào người vuốt ve, thế là người cứ nổi tiếp đi. Nhưng mà nổi rát lên đấy. Nên hầu như vợ chồng hầu như là cũng quan hệ nhau chỉ thôi, quay là quan hệ như còn đề mà ông hiếm cũng nghe là không bao giờ cũng có. Em có nhìn thấy những cái lạ ở trên da đấy không? Có, nó nổi nổi tiếp, nó nổi tiếp như kiểu là ngứa, như kiểu nổi gần bật, như kiểu cái bùn, như kiểu người xưa gọi là cái bùn lẹt đốt đấy. Thế cơ à? Ừ, tức là cứ chỗ nào tay em động vào thì nó nổi lên như vậy à? Không, hầu như là ở cái vùng bụng, những cái xoa vùng bụng nó nổi nhiều. Tức là thực ra thì tôi lúc đầu tôi cũng nghĩ là dị ứng cái gì đấy, nhưng mà thể ra thì nó cũng hơi lạ, bởi vì là cũng uống thuốc dị ứng rồi nhưng mà nó không phải. Tại vì là thực ra là mình cũng đã lấy nhau hơn chục năm rồi chứ cũng không phải là mới mẻ gì đúng không? Mình cũng sinh hai đứa con rồi, vợ chồng thì cũng quen hơi bén tiếng chứ không phải là lạ lẫm gì. Thế và các em thì tình cảm thì vẫn bình thường đúng không? Vẫn bình thường. Nói chung là tình cảm nó bình thường, như mỗi một lần mà tối ngủ thì vợ mỗi lần ngủ chưa thì giờ tôi sợ lắm. Đúng rồi. Nọ thế kia. Thế cứ động vào vợ thì tự nhiên là người vợ lại phản ứng như kiểu đấy, người ta gọi là xù gai mọc lông rồi là sần hết cả người lên như thế. Không cãi nhau thì chỉ cãi nhau như đấy. Tức mình tuần động mọi người với lại như thế. Thật sự là mình không phải là tức đâu mà mình cũng lo sợ nữa ấy, bởi vì là những cái người mà có cơ địa dị ứng như vậy ấy, thì biết đâu nó biểu hiện ra chỉ là dị ứng bên ngoài, chỉ là dị ứng ngoài da thôi ấy. Nó đã biểu hiện như vậy, có những người ta biểu hiện nặng hơn, ví dụ người ta có những cái biểu hiện co thắt hoặc là những cái biểu hiện phù nề thanh quản hoặc là khí quản hay thực quản thì rất là nguy hiểm ấy. Không hiểu tại sao vợ lại bỗng một ngày lại phát ra cái dị ứng với mình như vậy. Trong khi đó thì ăn uống rồi là sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Vâng. Chỉ có mỗi chồng động vào thì nó lại như vậy thôi. Vâng. Hầu như nói chuyện quay là quan hệ là ghét lắm. Hai bạn đã đi khám ở đâu rồi ạ? Chưa. À, chưa đi khám ở đâu, bởi vì... Hôm sau vợ bỏ đi lên chỗ bác sĩ ở... đi lên chỗ hiệu thuốc để bỏ số nó thuốc dị ứng nhưng mà nó không khỏi. Thông thường thì nếu mà uống thuốc dị ứng ấy, thì nếu mà cơ thể nó có dị ứng là nó có phản xạ với một cái dị nguyên nào đấy, ví dụ như là phấn hoa hay là bụi hay là thuốc hay là cái gì cơ. Chứ còn dị ứng với cả những cái tiếp xúc mà anh thì lại tiếp xúc rất là lâu rồi chứ không phải là mới. Không hiểu tại sao dạo này tay tự nhiên nó lại ra cái dị ứng gì, cái dị nguyên gì mà lạ như vậy. Có lẽ như thế này, mình nói thế thôi chứ thực sự thì tôi nghĩ là nó cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của nhà mình khá là nhiều đúng không? Vâng, đúng rồi. Ảnh hưởng tới chất lượng quan hệ tình dục rồi là mình... Nó ảnh hưởng lắm, thiếu đầu với... Mình gọi chương trình, bình thường thôi thì ai hỏi em gì. Đúng rồi. Gọi tôi là đúng mà. Bởi vì những cái này mà để lâu ấy thì thật sự là rất bất lợi. Vì nó cũng không, mình còn chưa hiểu như tôi nói lúc trước rồi. Cũng hiểu nó chỉ là dị ứng ngoài da thôi, chứ còn bao giờ mà nó lại dị ứng tận nội tạng ở bên trong nữa thì rất là phiền phức ấy. Đấy. Thế thì theo tôi thế này. Nó có hai phần. Một phần nó... thôi mình cứ nói yếu tố tâm lý trước.
Bởi vì là ban nãy tôi có hỏi là chuyện tình cảm của nhà anh như thế nào. Có nhiều người phụ nữ có thể người ta sợ quá, hoặc là người ta không cảm thấy thoải mái, hoặc là những cái người mà bị bạo lực gia đình chẳng hạn, thì nó như là thành một cái phản xạ có điều kiện. Khi mà người ta gặp lại những cái hành vi như thế, hoặc là gặp lại những cái kích thích như thế, thì người ta có thể có cái phản xạ phản ứng lại. Tất nhiên những cái đấy nó không phải là nhiều. Ví dụ có những người cứ mỗi lần trông thấy chồng tự nhiên cứ đau thắt bụng vào, co thắt bụng vào, thậm chí như là một cái bụng ngoại khoa, tức là có dấu hiệu như là một cái bụng mà cần phải mổ ngay chẳng hạn, nhưng mà thực ra đấy lại là một cái phản xạ của những cái người bị bạo lực gia đình thôi. Thì tôi nghĩ là trong trường hợp của nhà anh có thể nó không phải là như vậy. Thế nhưng mà nếu như thế này thì mình có lẽ là cũng không nên chủ quan, và cần phải hướng tới một cái nó cũng khá là lạ. Trong y văn của nhà anh là hơi bị lạ, chứ cũng không phải là nhiều trường hợp như của nhà mình. Khám cái điên bệnh khám. Không. Nói với vợ thế này, vấn đề không phải là điên, mà vấn đề là thực sự nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, tình dục, rồi là các cái mối quan hệ khác của mình. Và như tôi đã nói, nếu nó là vấn đề đến sức khỏe thì mình không thể loại trừ những cái chuyện mà nó khi nó nặng hơn, hoặc là nó diễn biến phức tạp hơn chẳng hạn, thì lúc đấy nó không, vấn đề không phải chỉ là nổi mẩn nữa, không phải là dị ứng ngoài da nữa, mà nó ở bên trong thì nó nguy hiểm hơn. Và có một nơi anh chị cần đến, chính phải anh đưa vợ lên bệnh viện Bạch Mai và vào cái khoa dị ứng ấy ạ, khoa miễn dịch lâm sàng. Ở đấy thực ra là khi đi khám mà nói về cái nguyên nhân như vậy và những cái trường hợp như vậy thì rất là khó. Đôi khi tôi nghĩ là có thể bác sĩ sẽ bảo anh là xoa luôn bụng vợ bây giờ đi xem nó có phản ứng hay không, hay là nó do nguyên nhân khác, để tìm ra được cái nguyên nhân mà gây ra cái dị ứng đấy. Không hề dễ đâu ạ. Nhưng nếu không tìm được thì không thể điều trị được, và nó sẽ rất là khó cho nhà anh. Có lẽ là phải lên đến tuyến cao cấp như thế thì may ra mới tìm được nguyên nhân. Vâng, chứ để lâu nó cũng không có lợi đâu ạ. Vâng, anh hãy đưa vợ đi khám và tìm ra bệnh, bác sĩ sẽ chữa cho được khỏi bệnh anh nhé. Chúc cho hai vợ chồng anh có cuộc sống thật là hạnh phúc. Alo, thính giả gọi điện từ Hòa Bình phải không ạ? Alo? Đâu em ở Thái Bình chứ? À vâng, xin lỗi. Xin chào thính giả gọi điện đến từ Thái Bình ạ. Vâng, em ở Thái Bình chứ em có phải ở Hòa Bình đâu. Vâng, chào thính giả gọi điện từ Thái Bình ạ. À vâng, em xin cửa sổ tình yêu thì đại ấy, em là người khuyết tật chị ạ. Vâng. Đấy, em chỉ muốn em rất hâm mộ cái bác cái chú cái gì đấy, chú Minh Đoàn ấy. Vâng, anh Đinh Đoàn đấy. Ạ. Vâng. Vâng, em hâm mộ cái chú Minh Đoàn, em còn nghe cửa sổ tình yêu thôi. Vâng, hiện nay thì anh Đinh Đoàn cũng đang trong phòng thu và cũng đang lắng nghe câu hỏi của bạn đấy ạ. Dạ vâng, vậy vâng. Em bắt đầu ạ. Bạn nói câu hỏi của mình đi ạ. Vâng, em thì em bị khuyết tật, em bị liệt đinh, em đi lại rồi, em nó yếu một bên. Em có nhờ cửa sổ tình yêu mấy lần em không em gặp được. Thì em lên bạn anh chúng tôi thì em có một người bạn đáng tuổi em của em thôi, đáng tuổi cháu thôi. Vâng. Thì người ta là ở Hà Lan, Phủ Lý. Người ta gọi là một nhà giáo, người ta dạy ở trường Simacai, Lào Cai. Đấy, người ta sinh năm 94, còn em sinh năm 85 cơ. Vâng. Đấy, nhưng người ta bây giờ thì đi dạy học là một người giáo viên. Đấy, người ta biên chế nhà nước rồi. Người ta cứ đòi bỏ cuộc xong rồi là này mà điện cho em thì em xin link với em bảo Zalo thì này không cho. Nhưng người ta cứ kiêm tốn lại thì em bảo là đến với anh thì không được đâu, anh là con người khuyết tật. Bây giờ anh nhờ đảng nhà nước nuôi cho anh gọi là một chút nhỏ nhoi thôi để anh sống quãng đời còn lại thôi. Còn bây giờ cái cuộc đời của em còn dài, anh sẽ tiếp chuyện với em, người ta cứ đòi bỏ cuộc, em chỉ có những lời động viên. Bây giờ nhờ cửa sổ cho em xem là em có những lời lẽ như nào với người ta, để cho người ta vợ còn tối nào thì em cũng điện. Mà vâng. Người ta đi dậy về là trưa là em không điện người ta nháy cho em, hoặc vâng. Là em điện. Đấy, em cũng rất thương tâm vì báo cáo với phi đài là tôi cũng là một cái người dân chơi, tôi cũng là một chơi bời. Tôi chả có tất cả một cái, đến bây giờ mình bị khuyết tật thế này, mình cũng có muốn có một gì đấy để kiếm với một đứa nhỏ, nhưng mình không thể lôi được, mình chỉ làm bạn thôi để động viên người ta thôi. Vâng. Mà em nó còn bé, cháu đáng tuổi cháu tuổi em mình, lương tâm của mình rất tốt, mà người ta cứ đòi, người ta bỏ cuộc, người ta về, mà tôi không thể gánh vác được. Tôi chưa nhớ vâng, câu chuyện...
Vâng, câu chuyện tình cảm giữa anh và cô bạn gái đó thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn và sẽ cho anh những cái lời khuyên ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Sơn xin chào. Vừa nãy thì gọi chú Đinh Đoàn thì nghĩa tức là chú bác hay là chú em? Anh lớn tuổi chưa hay là em bao nhiêu tuổi? Chú ơi, cháu hâm mộ chú lắm. Cháu sinh năm 85 chú ạ. À mới sinh năm 85, thế mà gọi cái cô vâng. Cái cô năm sinh năm 94 là bậc cháu à? Vâng, còn mấy cái tuổi bà? Con rất hâm mộ chú, lần nào chủ nhật con cũng nằm con bỏ đài con nghe. À rồi, ước ao được nhìn mặt chú, nhưng mà con bị lúc bên con hâm mộ chú lắm. Câu rất là hay. Này thế ban nãy thấy thấy em nói là mình khuyết tật, tức là mình khó khăn trong đi lại hay là trong cái việc nhìn? À không, cháu bị tụ máu não, cháu liệt một bên thì cháu đi lại được rồi, cháu đi mạnh khỏe luôn, nhưng mà cháu thì không đi làm thôi, nên là cháu bị mổ hai bên não, nhưng cháu tổn thương bán cầu bên phải, cháu liệt bên trái chú ạ. Tóm lại cháu... thế này, đấy là mình do bệnh tật chứ không phải bẩm sinh đúng không? Dạ, vâng, do bệnh tật rồi nó để lại di chứng. Vâng, cháu bị tai nạn chú ạ. Mình hiện nay sức khỏe trong người là khỏe mạnh, nghe ăn nói thì rõ ràng và rất là sắc sảo. Dạ, vâng. Cái thứ hai là đi lại thì cũng đã đi lại được rồi, cũng không phải ngồi xe lăn xe đẩy hay là chống nạng gì đúng không? Dạ, vâng ạ. Mắt sáng, tai tinh, tai thính. Ban nãy có nói rằng được Đảng và Nhà nước hỗ trợ một chút, tức là có cái lương người khuyết tật đi đúng không? Dạ vâng ạ. Tháng 340 hay 350 gì đấy đúng không? À con được 540 chú ạ. À thế tức là mình ở cái mức nó cao hơn. Ngoài ra có làm gì nữa không? Con chỉ chăn nuôi gà qué chú ạ. Ôi trời, thế còn thế nào nữa? Nông thôn Thái Bình chăn nuôi gà qué, nuôi nhiều không, trang trại hay là nuôi để cho vui? Con nuôi gia đình, con có nuôi để con phụ giúp với bố mẹ chứ chú. Đấy, con có đi ngồi đi trông coi các thứ người ta thuê thì con ngồi trông coi, ví dụ cả đêm mà con ngồi trông coi kiếm tiền vào để trông coi ví dụ trại vịt này hoặc là cánh đồng ngô gì đó hay là ao cá gì đấy gì, hay là trông coi quán nét hay là cái gì? Công ty chú ạ. Đi bảo vệ công ty. Ngồi vì con đi lại mà con đi tuần được, mà con đi xung quanh con cứ thì con làm cái 6 tiếng là một đấy là con đi về. Này nói thật như thế, cái người như em ấy đừng nhận mình là người khuyết tật thôi, thì mình có chẳng may nó trong quá khứ nó có chút bệnh tật, nó để lại một chút di chứng, mình khó khăn không bằng người, nhưng mà đầy người lành lặn còn thua em. Mình mới có nhiều bạn sinh năm 85 bây giờ còn toàn chơi lô đề với lại lang thang chát chít ngồi quán net suốt ngày, bố mẹ nuôi mình trong khi đó như thế. Cho nên cái việc đầu tiên á, mình nhìn cuộc đời là mình không phải người khuyết tật, mình có khó khăn nhất định. Vâng ạ. Đấy, mình cũng nuôi lợn, nuôi gà, phụ giúp gia đình, mình đi lại đàng hoàng, lại còn đi làm bảo vệ công ty, khiếp quá, lại còn có lương. Xong ngoài ra lại còn được hỗ trợ một chút, gọi là chế độ chính sách. Thế không, để chú Đoàn nói này, việc đầu tiên là mình phải thay đổi cách nhìn nhận về mình. Cháu cứ từ chối cái cô giáo, từ chối cái tình cảm của cái cô giáo sinh năm 94 ấy. Vâng ạ. Là vì mình cứ nghĩ rằng mình không xứng đáng, mình là người khuyết tật, mình không mang lại cái điều nọ điều kia cho người ta, mình làm khổ người ta. Nhưng mà nếu mà nhìn rõ ra thì mình không đến nỗi như thế. Đã gặp cô ấy bao giờ chưa? Báo cáo với chú là nhà cô ấy là ở Hà Nam, đúng rồi. Thì con nên bạn ấy nói với chúng con nên là bạn ấy nói với tôi đấy, thì cô cũng hy sinh, cô cũng điện về đàng hoàng chỉ thế, cô không có em bán tiền cho anh lên. Nhưng con bảo không, vì con trải qua những cuộc chơi bời con hiểu rồi. Con đi sâu, con ở tiền hải chú ạ, trên trục năm 30 ấy. Rồi. Con ở đất biển. Nên là con biết con rất thương những người như vậy, vì chúng nó còn bé. Chúng nó phải nghĩ cho chuẩn xác kia. Mình đâu phải là con vì cái này, cái chuyện quan hệ tình dục cái này, con không thiết tha đâu. Con là cao thượng cơ mà. Rồi. Con đang nói chuyện là đi nói chuyện vào những chuyện quan hệ tình dục, con tắt máy luôn. Con thấy con điện thoại em bảo lần sau mà vậy thì anh không thích. Anh muốn làm bạn nữa chú ạ, con rất cao thượng, không bao giờ con nghĩ đến ba chuyện đó, con chỉ muốn làm sao em đi lên, bao giờ em thành công được thì em lấy được chồng hay này nó kia, còn ở Sri Lanka như nào thì nó cũng là con người cả với nhau. Còn anh không thể đến được với em, bởi ra một câu là anh bây giờ là anh người khuyết tật, anh chỉ có chăn nuôi, xong rồi tối đến anh đi làm một chút, có 6 tiếng anh về, sáng anh được có 3.1, 3.2 thôi. Còn bây giờ em phải tóm lại thế này mà. Cái cô thì người ở nhà ở Hà Nam nhưng mà lại thi được công chức và bây giờ hiện làm giáo viên ở trên Simacai, Lào Cai đúng không? Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Thế nhưng mà vì là có tình cảm mình, cô cứ nặng nặc là cô muốn là bỏ cái làm giáo viên đi về cái tiền hải để lấy mình.
Vâng ạ. Đúng rồi ạ. Nhưng mình thì mình thấy rằng như thế khổ thân cô ấy quá. Cô ấy có thể có cơ hội tốt hơn mà vân vân. Mà mình đã trả lời rất rõ ràng, thẳng thắn, thậm chí là khi mà cô cứ đụng chạm đến vấn đề là chuyện nam nữ, cái là mình đã tắt máy, mình không thèm nói chuyện nữa, mình chỉ ở bề trên không, mình con lừa chú, con có tiếp hai lần chú ạ. Con có tiếp hai lần, con khai thật với chú, con có tiếp hai lần tiếp chuyện thôi chứ. Vâng, chat qua không, ý là nói về cái chuyện còn là quan hệ kia thì con cũng để cho cô cao chào cho nó qua đi, vì cô còn bé mà. Cô đứng lúc nọ cô nhìn lúc kia mà, chứ chú vợ con bây giờ con không muốn mất cái cuộc của em đó. Nó thì đang tuổi cháu em, của cháu con thôi. Đấy, con hơn nó 9-10 tuổi, bây giờ con là con người nghĩ được rồi. Rồi. Bây giờ con bảo cái tương lai của em phải tìm một người bộ đội của nó xứng đáng với em. Còn với anh bây giờ anh không thể được. Thì chiều nay con có điện. Đấy, vì là thường thường là cứ đi ra học về là 10 giờ hơn là đi về. À, cứ nhánh máy cho con điện lại. Con bảo anh không có tiền đâu. Thì thôi được rồi, anh cài đặt 30.000 là 300 phút thì anh điện thoại cho em. Để nói chuyện cho nó vui qua ngày đoạn tháng thôi. Còn anh cũng mải lắm. Anh biết gà qué rồi chó mèo. Anh không có tiền đâu. Thôi thế thì còn được rồi. Giờ rồi, anh hiểu rồi. Con xin chú cho con cái lời khuyên để con trả lời lại người ta cho đẹp êm đềm ấy. Thì cái trả lời mình đã trả lời rồi. Bây giờ mình chốt lại thế này đi. Mình cũng không lo lắng đến việc là cô ấy dại dột, nếu như mình không đồng ý mà cô cứ đòi cô bỏ về, bỏ nghề, bỏ nghiệp thì cô về cái đến quan vạ nhà mình đâu. Cô này nói thế chứ sinh năm 94, năm nay là cũng 26, 27 và cô cũng là giáo viên, người ta cũng có suy nghĩ. Nhưng mà có thể thế này, cuộc sống của cô cũng cô đơn, ở trên miền núi ở đấy có khi còn cắm bản ấy. Dạy một cái lớp mà có độ chục cháu mà lại thuộc đủ loại lứa tuổi, xong rồi cô hết giờ thì cô ra nhặt rau rồi cuốc sắn, rồi cuộc sống giáo viên ở miền núi vất vả khổ sở và đặc biệt thiếu thốn tình cảm, cô đơn, có khi ở trên núi cao treo leo mà dạy người Mèo, người Mông nữa, có khi cả tuần cả tháng chả gặp được một người đàn ông nào ấy, mà có gặp đàn ông thì lại là bố học sinh ấy, tức là nó lại còn đóng khố, xong nó lại là người dân tộc nó đưa con đi. Thế thì may mắn là gặp được cháu như là một người bạn tâm sao. Thôi mình cứ nói thật này, không có gì phải trốn chạy. Nói thẳng là anh không thể có cái gì xa hơn. Và em thì tương lai còn nhiều. Anh thế làm người bạn, làm người anh. Có cô đơn quá thì cứ nói chuyện, anh em mình chia sẻ. Biết rằng ở trên ấy cũng chẳng biết tâm sự với ai. Mình khống chế rằng là anh cũng nhiều việc. Vậy là một ngày chúng ta có thể gọi điện nói chuyện với nhau 10-15 phút, với điều kiện lúc ấy là không phải ca trực của mình là một, để hai nữa nếu mà không thì phải sau 9 giờ tối trước 10 giờ đêm. Ví dụ như thế. Thôi thì mình cũng buồn, mà cô thì cũng cô đơn, hai người níu vào nhau như những cái người bạn tâm sự. Thực ra chia sẻ chuyện trò tâm sự, thậm chí chuyện trò về chuyện trai gái ấy, nó cũng là một nhu cầu của người ta. Đôi khi thì nó không có được cái này thì cũng nói được tí ra miệng cho nó đỡ. Nói theo kiểu cái rất là nôm na dân dã là thèm không có ăn thì cứ nói ra miệng để cho nó đỡ thèm ấy. Vâng. Nha, vì cũng người ta vậy cũng cô độc. Vậy là con mới nói được rồi chú Minh Đoàn này. Mình đừng có làm cái gì quá, mình đừng dẫn dụ người ta, mình lại còn mô tả cái này cái khác để cho phía bên kia người ta không chịu nổi, thì đấy là một cái dạng là quấy rối, đúng không? Quấy rối tình dục. Thế còn thì nói chuyện tình cảm thì nói chứ thực ra đôi lúc anh cũng cô đơn, anh cũng biết rằng ở trên đó như em giá mà có được người yêu đấy như lúc này thì chắc là em vẫn thế, mình thế thôi nhở nhá. Thế còn thì mình cũng thường xuyên thông tin cho cô biết cuộc sống riêng của mình để cô cũng vui mừng. Và đặc biệt là thế này, nếu như có cô bạn nào ở cùng làng, cùng cơ quan hay cùng công ty mà người ta thương mến mình thì đừng khẳng định mình là người khuyết tật, mình không lấy ai nhá. Nếu còn duyên còn nhớ được vẫn tốt lắm. Nhiều người á, người ta khiếm thị, người ta cũng phải rất là vất vả, phải đi bằng có người dìu người dắt, thậm chí đi đây đi đó phải chống gậy, rồi cũng không làm được việc gì lớn, phải trẻ tăm để bán tâm, mà rồi người ta cũng lấy vợ, cũng có con, cũng có gia đình mà, đúng không? Của mình không đến nỗi đâu nhá. Dạ mà con biết rồi, con cảm ơn chú ạ. Con cảm ơn chị Đài. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện tới. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nha Trang. Alo, thính giả gọi điện từ Nha Trang phải không ạ? À đúng rồi. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? À, hỏi về cái chỗ mà sinh vật con người á. Vâng, bạn có thể nói cụ thể rõ hơn một chút ạ, về câu hỏi của mình như thế nào ạ?
nói chung hay là hồi trước kia là cái sinh vật của người mình đó, nó nhạo quá, nó quen hợp với loại người đàn bà á. Không để rồi coi như là mình tao uống thuốc uống đồ đấy, bây giờ là nói chung mình quen họ là nó hơi bị lâu ra một cái ảnh hưởng gì không? Bên anh nói bên này rất là khó nghe, tôi cũng không rõ câu hỏi của anh là như thế nào, anh có thể nói rõ hơn một chút được không ạ? À bây giờ em nghe rõ chưa? Vâng ạ, được rồi ạ. À, cái hầu trước kia là nói chung ra là cái dương vật của mình nó quan hệ với lại mấy người phụ nữ á. Vâng. Là mấy người phụ nữ là cho dương vật mình nó bị nhã, rồi mình có dùng thuốc dùng đồ này kia nọ đó, bây giờ là quan hệ lại nhưng mấy người phụ nữ á, bây giờ lâu ra đó hỏi thử bác sĩ nó có ảnh hưởng gì không? Vâng, tức là hiện nay thì anh có hiện tượng gọi là xuất tinh chậm đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và hiện nay thì cái vấn đề này khiến cho anh khá là lo lắng, không biết là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho anh ạ. Xin mời chị ạ. Vâng, tôi chào anh. Chào. Okay. Vâng, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi anh? 37 tuổi. Bao nhiêu ạ? 37. 77 ạ? Không, 37, 37. À, 37, vâng. Có làm nghề gì không ạ? Nuôi tôm. À, nuôi tôm, vâng, vâng. Tại vì tôi nghe giọng anh rất là khó, thành ra là cũng khó đoán được. Ở đây nó có giá không? À, nó có, đấy, bây giờ nghe được tốt rồi đấy. Vâng, mới có 37 tuổi, anh có gia đình chưa? Dạ có bê đầu vợ rồi, mà nói chung ra là bê đầu vợ trước á, là chơi, nói chung là cái dương vật mình nó bị nhã á, chơi tới khi mà quen họ những mấy người đó là không để, nói rã luôn cho mình nghe mình biết luôn á. Ừ. Đó, là đi lấy những mấy người khác là bảo bên người đó là bảo mình hết không để. À. Sau đó là mình mới nghe những cái người là nói thuốc này thuốc kia đó, mình có dùng thuốc mà dùng hoặc mình nó cũng như vậy thôi, nó không có phát triển gì được, mà bây giờ này đi quên ở lại là nó bị chậm á. Tức là lúc trước thì anh có nói là hiện nay anh đã lấy 3 đời vợ rồi đúng không? Đúng rồi. Và lúc đầu là do cái dương vật của anh nó bị nhỏ ấy, hả? Đúng rồi. Cho nên là có một số cô vợ thì lại chê cái kích thước dương vật của mình nó ngắn. Đó, và quan hệ tình dục nó không được như mong muốn, cho nên là họ cũng đã ly hôn với mình đúng không? Đúng rồi. Thế sau đó thì anh có dùng thuốc và dùng những cái loại thuốc thì mọi người cũng do mọi người mách bảo là chính thôi đúng không? Đúng rồi. Và kích thước dương vật thì không cải thiện, nhưng mà bây giờ thì cái xuất tinh nó rất là lâu. Cái anh quan hệ tình dục trong thời gian khoảng bao nhiêu lâu của một lần ạ? Khoảng cỡ 2 tiếng. 2 tiếng mới xuất tinh được. Đúng rồi. Vâng. Tinh dịch nó thế nào anh? Tinh dịch nó có, nói chung ra là bác sĩ nó lấy tinh dịch này, nó coi nó kiểm tra mình cũng không biết, bác sĩ nó nói là cũng bình thường, không có gì hết. Đây là anh đang nói là anh quan hệ với ai vậy? Bà vợ thứ ba à? Không, nói chung ra là bà vợ thứ ba, bà cũng chơi nhưng vật mình nhã, bà cũng bỏ luôn rồi. À. Bà hỏi những người hoài á. Rồi, vâng. Thế thì cũng rất là vất vả nhỉ. Nghề nuôi tôm thì suốt ngày thì cũng hay phải ở một mình ở cái chỗ nuôi tôm đúng không? Đúng. Thế về 37 tuổi rồi, gia đình thì cũng chưa ổn định, cứ lấy bà vợ nào thì lại chê rồi lại bỏ mất. Thế và hiện nay thì cái quan hệ tình dục nó cũng cảm mình cảm giác là nó cũng không bình thường, bởi vì là nếu mà quan hệ tình dục trong vòng 2 tiếng mới xuất tinh được thì thật sự là rất là mệt, cũng như là mệt cả cho mình và mệt cả đối tác nữa đúng không? Nó cũng có thể là một cái nguyên nhân khiến cho cái quan hệ tình dục của mình nó không có chất lượng, nó không như mong đợi, và nó rất dễ dẫn đến những cái người ta làm người ta chán. Kích thước dương vật của anh thì bình thường thì nó là bao nhiêu ạ? Nếu tư thế nghỉ thì nó là bao nhiêu ạ? Khoảng bao nhiêu cm? Nó còn cỡ 50 gì đó. Lúc ở tư thế nghỉ ấy hả? Dạ đúng rồi. Thế còn lúc mà nó ở cương cứng thì nó được dài được khoảng bao nhiêu ạ? Lúc mà cũng không đốn được ấy. Nói chung ra hầu giờ không đo, không biết cái mệt. Nói chung là dương vật của mình đã là
nó khoảng cỡ tầm cái lúc nghỉ là nó tầm cỡ khoảng cỡ ngón tay trỏ của mình thôi. Ừ. Thế còn lúc mà nó cương thì nó được khoảng bằng ngón nào? Nó khoảng cỡ nhỏ nhỏ hơn ngón trái mình tí xíu. À thế hả? Ừ. Dạ. Thực ra thì đối với kích thước của người dương vật Việt Nam, của kích thước dương vật của người Việt Nam mình ấy thì như của anh mở tư thế nghỉ, nó vào khoảng 5 đến 6 cm nó là bình thường mà. Chủ yếu bây giờ thì mình không, có lẽ cũng không quan tâm tới cái kích thước của dương vật mà nó là chất lượng của quan hệ tình dục. Ví dụ cái độ cương cứng của nó có tốt không, nó có mình thực hiện cái hành vi quan hệ tình dục nó có thuận lợi và nó có dễ dàng không, thế hoặc là nó có sự cương cứng của anh nó có liên tục không thì nó như nào? Thì hầu trước kia là mới có bài vợ thứ hai, bài vợ thứ nhất, bài vợ thứ hai á, là nói chung là lúc nào được dương vật nó cũng cương cứng hết, tất cả là quen họ là rất nhanh. Bây giờ thứ ba nó cũng vậy. Tới khi mà sau bây giờ thứ ba là nói mình như vậy á, bây giờ thứ hai, bây giờ thứ nhất đó, bây giờ thứ hai, bây giờ thứ ba đều nói như vậy hết. Có thể từ khi mà kết thúc bây giờ thứ ba á, là mình nghe lời mấy người kia á, là nó hơi bị chậm tí xíu. Ừ. Về tôi nghĩ là về kích thước thì có vẻ không có vấn đề gì lắm và anh có thể yên tâm được, nhưng mà cái sự cương cứng của dương vật thì nghe chừng nó cũng không như mong đợi. Có lẽ nó cũng có vấn đề liên quan tới rối loạn cương dương và liên quan tới cái xuất tinh của mình. Bây giờ thì mình mới có 37 tuổi, đời sống tình dục của mình còn kéo rất là dài nếu như mình có một cái sức khỏe tốt. Vâng. Thế cho nên là có lẽ là mình phải bố trí thời gian để mình đi khám. Nếu ở Nha Trang thì ví dụ như là nếu vào được đến Thành phố Hồ Chí Minh thì nó có nhiều cơ sở, hoặc là ra Huế. Vâng. Bệnh viện Trung ương Huế á thì họ cũng có cái khoa nam học rất là tốt. Những phải vào đến những cái nơi mà nó có khoa nam học nó đủ điều kiện để nó sẽ chẩn đoán cho mình, bởi vì cái trường hợp của mình nó cũng cần đòi hỏi phải khám tương đối sâu, chuyên khoa sâu, thậm chí là còn phải làm các cái xét các cái test cũng như là xét nghiệm nội tiết cho mình, cần thiết thì có thể phải kiểu làm tinh dịch đồ vân vân để đánh giá xem là cái nội tiết sinh dục của mình có vấn đề gì không, hoạt động cơ quan sinh dục của mình nó có vấn đề gì trục trặc hay không, từ đấy thì mới có thể tìm được nguyên nhân nhá. Chứ còn đúng là nếu như một cuộc quan hệ tình dục mà kéo dài tới 2 tiếng. Ta hỏi cho đây nghe chị. Như bây giờ là ví dụ mà dương vật mình nó nhỏ, bây giờ có cách nào mà làm cho nó lớn hơn hay là nó như vậy nếu mà quay chị? Tôi rất tiếc phải nói với bạn rằng là cái kích thước dương vật của người trưởng thành, nó khi mình đã trưởng thành là nó đã tương đối ổn định rồi. Gần như bây giờ không có một cái thuốc nào để có thể thay đổi được kích thước dương vật, làm to ra hoặc là bé đi rồi là ngắn lại hoặc là dài ra được, trừ những trường hợp mà người ta phải phẫu thuật hoặc là người ta phải can thiệp vào dương vật thì mới có thể thay đổi được. Tuy nhiên thì những cái trường hợp can thiệp như vậy cũng phải có chỉ định, và gần như là không có chỉ định rộng rãi, chỉ trong những trường hợp bệnh lý thì người ta mới tác động vào đấy thôi, chứ còn để mà làm xử lý cho dương vật to như mong muốn của người bình thường thì hiện nay mình không có, mình chưa có chỉ định rộng rãi cũng như là không có cái thuốc nào được đâu em ạ. Mà cái chính của mình vẫn phải tập trung vào cái chất lượng quan hệ tình dục. Chị thì chị nghĩ là có lẽ bây giờ mình phải đi khám để xem thực trạng nó như thế nào, bởi vì em bản thân em cũng không biết là đo nó như thế nào để ra được cái kích thước chuẩn ở tư thế nghỉ hoặc ở tư thế cương cứng. Thứ hai nữa mà cái quan trọng đối với mình bây giờ đó chính là cái rối loạn xuất tinh. Nếu như mà mình để tới hai tận mình quan hệ tình dục tới 2 giờ thì nó quả thật nó vừa ảnh hưởng sức khỏe của mình cũng như là của bạn gái nữa. Đấy, thế và khám những cái chuyên về nam học như vậy thì không thể nào mà đi nghe người này uống thuốc này, đi nghe người khác uống thuốc khác được, mà cần, rất cần phải đến cơ sở y tế chuyên khoa mới có thể khám được cho mình nhé. Có lẽ phải bố trí thời gian để đi khám em ạ. Vâng, cảm nói ơn. Nói chung là hầu giờ là đi khám đi đồ là sợ nó tốn tiền nhiều á. Đúng rồi. Mình dân là mướn á.
mình phải tiết cái đồng tiền á, thử là đi chém mới rồi sợ tốn tiền nhiều mình đỡ làm giờ không có dám đi chém. Ừ, vấn đề thực ra vấn đề của em bây giờ thì hỏi là nó ảnh hưởng tới sức khỏe chưa, thì em sẽ nói là nó chưa ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Em vẫn ăn ngủ bình thường, các cái cơ quan của em nó vẫn thế, chỉ có mỗi cái hoạt động quan hệ tình dục của mình thì mình cảm thấy nó không thoải mái và nó không đúng như mong đợi. Thế cho nên mình nghĩ rằng đấy không phải là vấn đề về sức khỏe, nhưng thực ra nó là vấn đề về sức khỏe và cả vấn đề về tinh thần nữa, về tâm lý nữa, chứ không phải chỉ có vấn đề là thực hiện cái việc quan hệ tình dục được hay là không được. Rồi mình cũng sẽ cố gắng để điều trị đi, rồi mình lập gia đình, mình sẽ có vợ, mình sẽ có cái gia đình của mình, thì lúc đấy cái việc đi làm mướn, cái việc mình nuôi tôm nó cũng có mục đích hơn và mình sẽ tốt hơn. Còn nếu bây giờ nó cứ như thế này thì cứ quanh quẩn với cả mấy cái vuông tôm rồi mấy cái đó thì chị nghĩ là nó sẽ có nhiều cái tác động, nó sẽ không tốt cho cuộc sống của em nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.